Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện. Tập 3. Chương 21. Sư Huynh Thối. Hoàn hảo, sư phụ của Lý Trường Thọ không hề nghi ngờ gì cả, lại còn ân cần hỏi thăm chứng bệnh này của Lý Trường Thọ có từ khi nào. Ngay cả cổ tay Lý Trường Thọ cũng nắm chặt, kiểm tra kỹ càng một hồi. Cũng may mắn Tề Nguyên đạo trưởng chỉ là cảnh giới quy đạo cấp 9, khoảng cách thành tiên còn cách một bước ngắn. Vậy nên, vào lúc lão dò xét, liền dễ dàng bị Lý Trường Thọ qua mặt, cũng coi như giúp Lý Trường Thọ hóa giải nguy cơ nhỏ này. Lục thức không ổn định, tâm khí đần độn. Tề Nguyên nghiêm nghị nhắc nhở, Trường Thọ, sau khi trở về, ngươi hãy an tâm bế quan một thời gian, không thể đi lung tung ra ngoài. Vi sư cũng sẽ dặn dò Linh Nga, không để cho nàng ồn ào phiền nhiễu ngươi. Tâm cảnh của ngươi xuất hiện một chút vấn đề, nhưng cũng may là không nghiêm trọng lắm, tĩnh tu một thời gian là ổn. Lý Trường Thọ trịnh trọng gật gật đầu, vâng, sư phụ. Ở phía trước, Hữu Cầm Huyền Nhã có một chút khẩn trương, nghe thấy vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, mà biểu lộ của nàng như vậy, tất cả đều lọt vào mắt đạo nhân lùn Tử Ô, có một chút ý tứ. Đám lông mày vừa dày vừa ngắn của Tử Ô nhấp nhô, vẻ mặt nhất thời đăm chiêu suy nghĩ. Nghe Tề Nguyên đạo trưởng nói như vậy, Tử Cửu cũng yên lòng, đứng dậy nhảy đến bên cạnh Hữu Cầm Huyền Nhã, nhỏ giọng hỏi lúc trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lý Trường Thọ liếc nhìn Nhiếp Hồn Châu nằm ở bên trong pháp khí chữ vật của mình. Bên trong đấy vẫn còn tàn hồn của mấy người chưa hoàn toàn tan đi, có thể tìm được rất nhiều mảnh vỡ ký ức ở trong đó. Thế là hắn lặng lẽ thả ra một tia linh thức, cất Nhiếp Hồn Châu vào một góc xó xỉnh, dùng phù lục che lại. Việc không liên quan đến mình, vạn sự đại cát. Thực lực của Tử Ô mạnh hơn Tử Cửu rất nhiều, nhưng ở bên trong Bắc Châu cũng không dám phi hành hết tốc lực. Vị đạo nhân lùn này có một chút cẩn thận, trên đường đi không hề nói một lời nào, ánh mắt nhạy bén luôn luôn quét khắp nơi. Điểm này khiến cho Lý Trường Thọ rất có hảo cảm. Cuối cùng, cả đoạn đường bình an vô sự rời khỏi Bắc Câu Lô Châu. Ra khỏi vùng đất bị chướng khí bao trùm, Tử Ô mang theo cả đám bay khoảng trăm dặm về phía nam, tìm một ngọn núi hoang, rồi truyền tin cho mấy vị đồng môn đến đây tụ họp. Đợi khoảng nửa canh giờ sau, sư phụ Vương Kỳ mang theo Vương Kỳ, Lưu Nhạn Nhi chạy đến đầu tiên. Phải đợi hơn hai canh giờ sau thì Khương Kinh San, sư phụ của Hữu Cầm Huyền Nhã, Lâm Thích, sư phụ của Nguyên Thanh, cùng với sư phụ của Lưu Nhạn Nhi mới đến nơi đây. Khương Kinh San được coi như là tiên tử khuôn mẫu tiêu chuẩn, gương mặt mỹ lệ, thanh khí vờn quanh, thắt tóc mây, mang váy tiên, cả người mười phần tiên khí, không dính chút bụi trần nhân gian. Tiểu Nhã, nhìn ái đồ của mình ngồi quỳ chân trên mặt đất, cả người băng bó vết thương, váy dài tràn đầy vết máu, thân sắc tiểu tụy như trở thành một người khác. Vẻ mặt Khương Kinh San lộ vẻ buồn bã, bước nhanh tới trước. Mặt Hữu Cầm Huyền Nhã, ôm nàng vào trong ngực. Sư phụ ở đây, sư phụ ở đây. Là do sư phụ nhất thời hồ đồ mới đáp ứng lời cầu khẩn của tên tặc tử Nguyên Thanh kia để cho ngươi đến đây lịch luyện tìm kiếm yếm hỏa minh tâm thảo gì đấy, đều là lỗi của sư phụ. Vành mắt Hữu Cầm Huyền Nhã hơi đỏ lên, rồi nhẹ nhàng hít vào một hơi, ổn định tâm tình, thấp giọng nói, đệ tử vô dụng, đã khiến sư phụ lo lắng. Lâm Thích đạo trưởng cũng đã nhận được tin Nguyên Thanh bỏ mình, hắn vẫn chưa nổi giận, nhìn sư đồ Hữu Cầm Huyền Nhã đang ngồi quỳ chân ở kia, trầm giọng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc chia nhau ra tìm kiếm, bọn họ cũng mang theo một gã Nguyên Tiên đồng bọn với Nguyên Thanh và Vũ Văn Lăng, lúc này gã Nguyên Tiên kia cũng đã bị bọn họ tiện tay xử lý, hỏi đại khái chuyện lúc trước. Tử Ô nói, Lâm Thích sư đệ bình tĩnh chớ vội, trước hết để cho Huyền Nhã kể toàn bộ sự tình một lần đi. Huyền Nhã, ngươi cố gắng nói kỹ càng một chút, không được giấu giếm bất kỳ điều gì. Khương Kinh San vội nói, Tiểu Nhã ngươi cứ việc kể hết ra, vạn sự đã có sư phụ thay ngươi làm chủ, đệ tử tuân mệnh. Ánh mắt của Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn về phía Lý Trường Thọ, tâm tình đang có một chút không ổn bỗng dưng an tĩnh lại. Nàng thở dài một hơi, sau đó bắt đầu chậm rãi kể lại từ lúc năm người đệ tử bọn họ vừa chia nhau ra hành động, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, kể lại toàn bộ. Nói từ buổi chiều đến hoàng hôn, từ hoàng hôn cho đến khi bầu trời đầy sao. Này độc tỷ,
Sao không nói từ lúc khai thiên tích địa luôn đi? Lý Trường Thọ chọc ngoáy một câu trong đáy lòng, lặng lẽ đi đến một chỗ xa hơn ngồi đả tọa điều tức, cũng đã nghe được đại khái những gì mà Hữu Cầm Huyền Nhã trải qua. Sau khi Tử Cửu bị vây khốn, Nguyên Thanh vẫn chưa đánh lén Hữu Cầm Huyền Nhã ngay lập tức, mà là trước tiên đưa tới một đám ác tặc tập sát hai người, rồi nghĩ ra trò làm anh hùng cứu mỹ nhân. Kết quả, mỹ nhân Hữu Cầm Huyền Nhã mạnh hơn anh hùng Nguyên Thanh không ít, khiến tình cảnh của Nguyên Thanh trở nên cực kỳ xấu hổ. Sau đó Nguyên Thanh lại sửa lại sách lược, để cho đồng bọn không ngừng tạo áp lực lên hai người, tạo ra khung cảnh không lối thoát dành cho cả hai, sau đó thừa cơ biểu đạt tâm ý với Hữu Cầm Huyền Nhã. Nhưng mà Hữu Cầm Huyền Nhã khi đối mặt với tuyệt cảnh, vẫn như xưa, cực kỳ dứt khoát cự tuyệt lời tỏ tình của Nguyên Thanh cùng chết cùng chôn, cùng sang thế giới bên kia. Mấy chiêu mềm dẻo liên tiếp thất sách, cuối cùng Nguyên Thanh thẹn quá hóa giận. Gã lật mặt muốn dùng độc tình khống chế Hữu Cầm Huyền Nhã, nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã lại tìm được cơ hội dùng bảo phù Nazi chạy trốn, vừa vặn gặp Lý Trường Thọ, được Lý Trường Thọ cứu lần thứ nhất. Sau khi thương thế khôi phục, Hữu Cầm Huyền Nhã định theo đường vòng trở lại loạn trướng Bảo Lâm. Nhưng đi mấy ngày thì phát hiện ra mình không cẩn thận lạc đường, lại không may bị đám người Nguyên Thanh phát hiện tung tích, đành phải đại chiến một trận. Lần này lại là Lý Trường Thọ kịp thời đi ngang qua. Nhờ vào chỉ điểm của Lý Trường Thọ, Hữu Cầm Huyền Nhã đã dẫn đám người kia tới cạnh sào huyệt của một con độc vật lợi hại. Cuối cùng khiến đám người kia bị độc vật hạ độc chết, còn Hữu Cầm Huyền Nhã thì tự tay giết chết Nguyên Thanh. Lúc nghe được những lời này từ miệng Hữu Cầm Huyền Nhã, Lý Trường Thọ cũng nhịn không được cảm khái một câu, kẻ Nguyên Thanh này, nhiều cơ hội như vậy, do mình mà không dùng được. Cảm thấy không đáng cho Vũ Văn Lăng và mấy vị thủ hạ của Nguyên Thanh. Đợi Hữu Cầm Huyền Nhã nói xong những chuyện đã trải qua, từng ánh mắt nhìn lên người Lý Trường Thọ. Khương Kinh San tự mình dẫn theo Cầm Huyền Nhã tới, sư đồ hai người trịnh trọng vái chào nói lời cảm tạ với Lý Trường Thọ. Cũng nói thêm là sau khi về môn phái sẽ có thâm tạ, Lý Trường Thọ thì có một chút cẩn thận liên tục nói không cần. Sợ Lý Trường Thọ nói lung tung, Tế Nguyên đạo trưởng kịp thời chạy đến, mặt mày hớn hở tiếp nhận lời cảm ơn này. Giữa sân, lúc này chỉ có Lâm Thích sư phụ của Nguyên Thanh là cực kỳ lúng túng. Ai? Lâm Thích thở dài, là do bần đạo không có mắt thu đồ đệ, sau khi về núi sẽ lập tức đi lãnh phạt. Tử Ô nói, kẻ Nguyên Thanh kia trù mưu rất sâu, lúc nhập môn vốn là tâm thuật bất chính. Sư đệ ngươi cũng là bởi vì trực tiếp thu đồ đệ trong lần đại điển khai sơn trước đó, chuyện này không trách sư đệ ngươi được. Lâm Thích ảm đạm lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Dù Nguyên Thanh làm chuyện ác, nhưng chung quy vẫn là đệ tử của Lâm Thích, lúc này Lâm Thích cũng có một chút thương tâm, từng người trong đám người lần lượt khuyên bảo vài câu. Chuyện Hữu Cầm Huyền Nhã giết Nguyên Thanh, mặc dù Hữu Cầm Huyền Nhã chiếm cả tình lẫn lý, nhưng vẫn là tội giết sư huynh đồng môn, nên dựa vào môn quy vẫn phải chịu trừng phạt. Tất nhiên, mức độ trừng phạt cũng cực kỳ nhỏ bé, chỉ phải đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm mấy năm. Tử Ô cũng động viên Lý Trường Thọ vài câu, rồi nói sau khi về núi, trong môn nhất định sẽ có khen thưởng cho Lý Trường Thọ, phần thưởng cho Lý Trường Thọ tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Nhóm bọn họ vậy mà không cùng nhau trở về độ tiên môn, Tế Nguyên mang theo Lý Trường Thọ, Lưu Nhạn Nhi, Vương Kỳ cùng với sư phụ của hai người này, chậm rãi chạy ở phía sau. Còn những người còn lại chạy với tốc độ cao nhất về độ tiên môn, người thỉnh tội, người chịu tội. Bọn họ sở dĩ gấp gáp như vậy là do Khương Kinh San thúc giục. Vị sư phụ của Hữu Cầm Huyền Nhã này cũng không phải là nhân vật đơn giản, nàng thân là đệ tử của trưởng môn, có địa vị khá cao ở trong môn. Tu vi hoàn mỹ, pháp bảo rất nhiều, lại còn có một vị đạo lữ cực kỳ tôn trọng thương yêu nàng, đó cũng là một vị cao thủ cảnh giới thiên tiên. Chuyện ở Bắc Châu dù đã hạ màn, nhưng Khương Kinh San làm sao có thể để cho đệ tử của mình vô cớ chịu những ủy khuất này. Trước khi lên đường, Khương Kinh San đã truyền tin thẳng cho đạo lữ nhà mình để cho y tìm mấy vị đồng môn nhàn rỗi. Chờ nàng sau khi về núi, lập tức chạy tới Nam Châu, nhất định phải nhổ tận gốc thế lực thế tục đứng phía sau Nguyên Thanh kia, không để lại hậu hoạn. Một đường trở về núi, gió êm sóng lặng, không có một chút gợn sóng nào. Chỉ là, lúc Lý Trường Thọ nghe được giọng nói tràn đầy nhu tình của Lưu Nhạn Nhi la lên kỳ kỳ sư đệ, chung quy vẫn không chịu được dùng mình. Khụ, văn hóa khác biệt, văn hóa khác biệt. Ban đêm ở Tiểu Quỳnh Phong thật yên lặng. Một đám mây trắng đứng ở giữa không trung, Lý Trường Thọ hạ xuống từ trên cao, Tế Nguyên đạo trưởng thì mặt mày hớn hở, dẫm lên mây bay về phía ngọn núi khác.
Vừa rồi sư phụ nhận được lời mời từ sư phụ của Lưu Nhạn Nhi, đi qua tụ họp uống vài chén rượu, ăn vài món ăn. Xuyên qua đại trận do chính tay mình bố trí ngăn cách, dẫm lên bãi cỏ quen thuộc, Lý Trường Thọ tràn đầy thoải mái thở ra một hơi. An ổn, sư huynh. Bên cạnh truyền đến tiếng hô hoán vui vẻ, Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, lại thấy nhà cỏ của sư muội có hào quang màu xanh lập lòe xung quanh. Tiểu trận pháp ngăn cách căn nhà khỏi sự dò xét từ bên ngoài dần dần mở ra một khe hở, thanh âm là từ bên trong khe hở này truyền tới. Lại nghe tiếng nước chảy ào ào vang lên không ngừng, Linh Nga ở đằng kia vui vẻ la lên một trận, sư huynh đã trở về. Huynh bị thương sao? Lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại về muộn như vậy? Chưa dứt lời, một bóng người uyển chuyển xinh đẹp vọt ra từ bên trong nhà cỏ, toàn thân nàng trên dưới chỉ bọc một lớp khăn mỏng. Dáng vẻ yểu điệu hết sức mê người, tóc dài ướt sũng, da thịt vô cùng mịn màng thỉnh thoảng chảy xuống một vài giọt nước. Nàng cũng không để ý những chuyện này, vừa nhìn thấy Lý Trường Thọ đã vui vẻ nhảy dựng lên. Nàng vừa mới bước vào thùng gỗ không lâu, vừa mới tắm rửa được một lát đã chạy vội ra, không biết có phải do tắm nước vào mắt hay sao. Mà bên trong đôi mắt hạnh nhân của nàng đột nhiên dâng lên một tầng nước, giang hai cánh tay lao tới. Lý Trường Thọ muốn tránh đi theo bản năng, nhưng nhìn thấy đôi mắt của Linh Nga tràn đầy ủy khuất, đáy lòng buông tiếng thở dài, chắp tay đứng ngay tại chỗ, mặc cho sư muội đâm đầu vào ngực mình. Sư huynh thối làm ta sợ muốn chết, một mực không trở về, ta còn tưởng rằng huynh đã xảy ra chuyện gì. Tiếng la hét của Linh Nga không cầm được mang theo một chút nức nở, lại thoáng có một chút nghẹn ngào, nhưng lúc nàng đang muốn khóc nấc lên, thì một bàn tay lớn nhẹ nhàng khẽ xoa đầu nàng. Sư huynh, Linh Nga ngửa đầu nhìn, trong mắt có ánh sáng chớp động, miệng nhỏ nhắn cũng không nhịn được phụng phịu. Lý Trường Thọ đột nhiên nói, đúng rồi, sư phụ, ấy. Linh Nga lập tức kịp phản ứng, còn tưởng rằng sư phụ và sư huynh cùng nhau trở về, vội vàng xoay người, khẽ vèo một tiếng, với khí thế sét đánh xông thẳng vào trong nhà cỏ, bọc lấy chăn chui vào thùng gỗ. Lớn, trốn ở trong nước không dám ló đầu. Bộ dáng trước đó bị sư huynh nhìn thấy tự nhiên là không có việc gì, nhưng làm sao có thể để cho nam tử ngoài sư huynh ra nhìn thấy. Sư phụ cũng không được. Linh Nga đưa linh thức dò xét ở phía ngoài, tràn đầy nghi hoặc đưa đầu chui lên mặt nước. Tiếng nói của Lý Trường Thọ từ ngoài nhẹ nhàng vọng tới, sư phụ đã đi tới ngọn núi khác dự tiệc. Ta cần nghỉ ngơi một lát, giờ dần lại tới tìm muội hỏi chuyện lịch luyện lần này. Nói xong, thuận tay mở lại trận pháp quanh nhà cỏ cho nàng, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng trở về ốc xá của mình. Trong thùng gỗ, Linh Nga cúi đầu nhìn khăn mỏng đang bọc trên người mình, khuôn mặt dần dần trở nên đỏ bừng. Sư huynh thối, nàng phồng miệng nói thầm một câu, đầu chậm rãi chìm xuống dưới, để lại bong bóng khí nổi trên mặt nước. Chương 22, phương án thứ nhất giúp sư phụ độ kiếp. Tề Nguyên uống rượu đến tận lúc nửa đêm mới trở về Tiểu Quỳnh Phong. 7-8 năm nay Lý Trường Thọ chưa từng thấy sư phụ vui vẻ như vậy. Lúc sư phụ đi dường như đang ngân nga điệu hát dân gian, không rõ là biết được từ nơi nào. Lúc Tề Nguyên đi ngang qua cửa phòng Lý Trường Thọ thì cất giọng hỏi, Trường Thọ, đang tu hành à? Thưa sư phụ, đệ tử đang nghỉ ngơi. Hôm nay ta muốn thư giãn một chút, ngày mai mới tiếp tục tu hành. Lý Trường Thọ ngồi trên giường cỏ nhắm mắt đả tọa, cung kính trả lời, vừa muốn đứng dậy ra mở cửa, thì nghe tiếng sư phụ cười nói, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, vi sư cũng muốn tiếp tục bế quan. Lần này ngươi làm không tệ, dùng độn pháp cứu được sư điệt Hữu Cầm Huyền Nhã của Phá Thiên Phong, việc này làm rạng rỡ thêm thanh danh của Tiểu Quỳnh Phong chúng ta. Nhưng ngươi không thể vì thế mà tự mãn, trong mọi việc thì tu hành phải được đặt lên hàng đầu, không nên quan tâm đến độn pháp nữa. Tu vi bản thân mới là điều quan trọng. Đệ tử đã hiểu. Lý Trường Thọ ở trong phòng đáp lời. Lão đạo Tề Nguyên vuốt râu, cười rồi dặn dò, cố gắng củng cố cảnh giới cho tốt đi. Tu hành không thể vội vã, vững vàng thận trọng từng bước mới có thể vượt qua mấy cửa ải lớn kia. Ngươi nghỉ ngơi đi, vi sư đi đây. Mấy ngày nay, Linh Nga lo lắng cho ngươi, có một chút tiểu tụy, ngày mai nhớ an ủi nha đầu đó nhiều một chút. Vâng. Lý Trường Thọ cao giọng đáp. Tề Nguyên cười cười, tiếp tục ngân nga điệu hát dân gian, cất bước trở về ngôi nhà tranh của mình, sau đó mở ra mấy tòa trận pháp xung quanh. Bế quan tu hành ai mà không muốn yên lặng một chút, nên các loại trận pháp dùng để cách âm và cảnh giới đương nhiên không thể thiếu.
Lý Trường Thọ nhìn những hộp ngọc trong túi pháp khí chữ vật, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chuẩn bị thêm một chút thời gian nữa, xây xong đan phòng theo ý định của mình là có thể lập tức khai lò luyện chế ra dung tiên đan. Chỉ cần luyện chế thành công dung tiên đan để cho sư phụ dùng khi độ kiếp, thì khi đối mặt thiên kiếp, có thể đạt tới chín thành sống sót. Thành tiên thì phải trải qua thiên kiếp, bất kỳ sinh linh nào muốn trường sinh đều phải trải qua và đối mặt với thiên kiếp. Thiên lôi vừa rơi xuống, sinh tử không ai biết. Từ xưa người độ kiếp thành tiên, không ai dám nói mình chắc chắn sẽ sống sót trong thiên kiếp. Hơn nữa trước kia sư phụ bởi vì một lần bị thương, đạo cơ bị tổn thương, tu vi của bản thân cũng không quá vững chắc, lực lượng thần hồn yếu hơn gấp đôi so với tu sĩ cấp 9 bình thường. Nếu không suy nghĩ tìm những biện pháp khác, khi sư phụ đối mặt thiên kiếp, chắc chắn phải chết. Thế nhưng sư phụ, hết lần này đến lần khác lại muốn nhanh chóng độ kiếp thành tiên. Tề Nguyên không chỉ là sư phụ của hắn và Linh Nga, mà còn là phong chủ của Tiểu Quỳnh Phong thế hệ này. Lão là phong chủ duy nhất trong độ tiên môn chưa thành tiên, cho nên khi nghị sự trưởng lão, tông chủ căn bản không bao giờ thông báo cho Tiểu Quỳnh Phong. Nếu so sánh với nhau, Tử Cửu sư thúc nhập môn muộn hơn sư phụ mấy năm nhưng lúc này đã là chân tiên, bỏ xa sư phụ tít đằng sau lưng. Trước khi thành tiên, tuổi thọ luyện khí sĩ nhân tộc không quá 3.000 năm, đây là do thiên đạo quy định. Thật ra Tề Nguyên còn sống ít nhất mấy trăm ngàn năm nữa. Nhưng Lý Trường Thọ biết, sư phụ cũng không muốn áp chế cảnh giới, càng không muốn chờ đến lúc tuổi thọ gần hết lại đi liều một lần xem có thể thành tiên hay không. Có khi Lý Trường Thọ cảm giác được, sư phụ đã từng suy nghĩ muốn chết dưới thiên kiếp, muốn lấy tinh thần quyết tử để đi đánh cược một lần, hy vọng tìm ra một con đường có thể sống sót. Việc này nghe rất nhiệt huyết, nhưng ý tưởng của sư phụ ở dưới quan điểm của Lý Trường Thọ là ngoan cố lại còn ngu dốt. Cho nên, Lý Trường Thọ mới âm thầm chuẩn bị trong 15 năm qua. Vì thế hắn mới lần đầu vi phạm quy tắc của mình, rời nơi trú ẩn của Sơn Môn, đi đến Bắc Lô Câu Châu. Phát hiện ra tiên giải thảo ở đó, lại mạo hiểm suy nghĩ tính kế tam tình Bích Ba Xà và đám người Vũ Văn Lăng. Lý Trường Thọ chuẩn bị giúp sư phụ độ kiếp, phương án thứ nhất chính là dùng tiên giải thảo luyện chế ra dung tiên đan. Sư phụ khi độ kiếp, chỉ cần chịu được đợt thiên kiếp thứ nhất, tự bản thân sinh ra luồng tiên khí đầu tiên. Lúc đó lão có thể lập tức sử dụng dung tiên đan, nhờ đó giả chết mở ra con đường binh giải, tránh thoát đợt thiên kiếp tiếp theo. Tiên nhân nếu như độ kiếp thất bại, sau khi binh giải có thể hóa thành chọc tiên. Dù tu vi, thần thông của chọc tiên kém xa nguyên tiên bình thường, nhưng tuổi thọ thì bằng nhau, lại còn có thể tiếp tục tu hành đến cảnh giới cao hơn. Căn cứ vào cổ tịch ghi chép, chọc tiên tu luyện đến cảnh giới cao nhất là chân tiên. Cho nên con đường này được gọi là chọc tiên đạo, dùng để phân biệt với thiên tiên đạo. Bên trong phương án thứ nhất này, Lý Trường Thọ thậm chí đã sắp xếp xong cho sư phụ lúc về già. Sư phụ hóa thân thành chọc tiên, tích lũy tu vi mấy trăm năm, rồi mới tiếp tục đi bước tiếp. Theo, thừa dịp thiên đình cần nguồn nhân lực cấp bách, nhận lấy một chức quan nhàn hạ. Như làm thổ địa ở địa phương nhỏ, hoặc sơn thần hay là thần sông, chỉ cần hưởng chút hương hỏa, tuổi thọ đã có thể dài hơn so với chân tiên bình thường. Nếu sư phụ lại đạt được một chút thành tích, được thiên đình ghi công thì có khả năng sống lâu hơn so với thiên tiên. Lại để sư phụ đi đến thiên đình kết giao hảo hữu, đến khi hắn và sư muội chuẩn bị đầy đủ cũng có thể lên thiên đình nhận chức quan nhàn hạ. Tương lai sau này, bọn hắn từ bên trong cơ cấu quản lý nhận lấy một tờ lý lịch nguyên lão, sau đó an tâm dưỡng già. Kế hoạch đã được quy hoạch hoàn mỹ, đan này luyện chế cũng không quá khó. Nếu có thể mời Tử Cửu sư thúc, một vị chân tiên đi hỗ trợ, lại chuẩn bị thêm mấy phần nguyên liệu là sẽ luyện chế thành công. Nhưng, sư phụ chính là loại luyện khí sĩ đến chết vẫn thích sĩ diện điển hình của tông môn, muốn thuyết phục người dùng biện pháp này để bảo toàn mạng sống, xem ra còn khó khăn hơn việc đi tìm kiếm tiên giải thảo. Nhưng, thân là đệ tử thì phải gánh lấy phần nhân quả này, không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu thực sự không được, hắn chỉ có thể vừa dụ dỗ vừa lừa, bao phủ thêm lớp đường ở bên ngoài dung tiên đan, nói là đan dược cứu mạng. Nghĩ tới đây, trên môi của Lý Trường Thọ cũng lộ ra một nụ cười nhẹ. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng côn trùng, Lý Trường Thọ ngồi trong nhà, bắt đầu nhớ lại những chuyện đã trải qua khi ra ngoài lần này để kiểm điểm chỗ thiếu sót của bản thân. Thủ đoạn đối phó với nguyên tiên không đủ, xử lý chưa được nhanh. Cắt giấy thành người có chỗ cần phải cải tiến, làm ra phân thân từ đầu tới cuối không đạt được giả mà như thật. Ngũ hành độn pháp chuyển đổi hơi chậm chạp,
chính mình lúc tiến vào dưới rễ cây gốc cổ thụ kia, ở trong đất bại lộ ra một ít ba động. Bản thân phải tự kiểm điểm lại, sau này vẫn còn có nhiều thời gian bù đắp những sai sót đó. Dù sao hắn cũng không nhất định phải đi ra ngoài, ngoan ngoãn tu hành ở trong núi là tốt nhất, liên quan tới thiên kiếp của bản thân. Hắn ngược lại là không sốt ruột một chút nào, nếu như không nắm chắc 99%, tuyệt đối sẽ không đi tới một bước này. Đông, tường gỗ của nhà tranh bị cục đá đập trúng, Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính, không ngờ đã qua giờ dần. Lý Trường Thọ đứng dậy cất bước ra khỏi nhà tranh, đi về phía căn phòng sát vách nơi sư muội đang ở. Sư muội nhập môn đã 10 năm, dù là dạy học, học bù hay dạy về cách sống thường ngày, phần lớn đều diễn ra ở giờ dần. Đến trước nhà tranh, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng gõ cửa, cửa gỗ tự động mở ra một khe hở. Hắn lập tức đẩy cửa đi vào, màn tre màu hồng hiện ra trước mặt, tấm thảm dưới chân cũng đổi thành một màu hồng cùng loại. Đằng sau tấm bình phong hơi mờ là bóng hình quen thuộc xinh đẹp đang nằm nghiêng trên giường, mặt thì quay vào bên trong, váy mỏng trên người có một ít cảnh đẹp như ẩn, như hiện. Đặc biệt nhất là cảnh tượng mông lung, làm tâm thần người ta không yên nhưng lại không chút dung tục. Nhưng hai mắt của Lý Trường Thọ chưa từng liếc nhìn dù chỉ một lần, ngồi ở cái ghế đặt giữa phòng lạnh nhạt nói, đừng giả bộ ngủ nữa, ngủ tư thế hiền hòa như vậy không giống kiểu của muội khi ngủ. Đằng sau tấm bình phong lập tức truyền tới một tiếng làm nũng, sư huynh, vừa rồi người ta học pha chế nhuyễn tiên tán. Hiện tại cả người đều mỏi mệt, đầu có một chút mê muội, không thể làm được chuyện gì nữa, thân thể cũng chẳng còn một chút sức lực. Lý Trường Thọ gật đầu, giả bộ đứng dậy, vậy ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc, dù sao cũng không phải là chuyện gì lớn. Đợi đã, Linh A thay đổi trong nháy mắt, mang theo một chút bất mãn, phàn nàn, ngồi xuống. Muội sẽ ra ngay. Ừ, hôm nay huynh nhất định phải giải thích rõ ràng, vì sao lại trở về muộn như vậy. Một chan xót xoạt lập tức vang lên, Lam Linh Nga nhanh chóng thay một bộ váy dài đi ra từ bình phong, ngồi ở bên cạnh, thở phì phò trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Hắn đành cười một tiếng, nói, đúng là ta gặp một số chuyện ngoài ý muốn, muội có biết nguyên thanh của Phá Thiên Phong không? Biết. Linh Nga nhấp nháy đôi mắt, nói, là đệ tử Phá Thiên Phong ngày đó đi Bắc Châu cùng với sư huynh, tu vi đứng hàng thứ hai trong thế hệ chúng ta, nghe nói rất ấm áp. Nhớ kỹ, nam nhân ấm áp vĩnh viễn chỉ là bề ngoài. Lần này gã định mưu đồ với Hữu Cầm Huyền Nhã, kết quả bị nàng giết chết. Lý Trường Thọ lắc đầu, sắp xếp lại những hình ảnh mình thấy được trong trí nhớ của tàn hồn kia, gã tự cho mình thông minh, nhưng thật ra là vì chuyện nhỏ mà làm hư mất chuyện lớn. Từ bỏ thân phận đệ tử độ tiên môn của bản thân, quan tâm đến vương quyền như mây khói ở thế tục. Linh Hà nâng cằm lên, thân thể tựa trên bàn vuông, nhỏ giọng hỏi, sư huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Trường Thọ chậm rãi nói, Hữu Cầm Huyền Nhã là lục công chúa của một quốc gia thế tục ở Nam Châu, còn Nguyên Thành lại không phải là con trai trưởng trong một nhà quyền quý, được gọi là tứ công tử. Mẫu thân của Nguyên Thanh chắc là vợ lẻ của nhà quyền quý này, nhưng bà ta cũng không tầm thường, bản thân là tiểu thư của một nhà quyền quý khác, tự mình có một chút thế lực. Sau đó những người này liền để mắt tới lục công chúa, người được mang đến độ tiên môn tu hành. Nguyên Thanh chỉ cần cưới được lục công chúa thì sẽ trở thành phò mã của quốc gia này, sau đó thu được quyền lực càng ngày càng nhiều ở trong gia tộc của mình, từ đó mưu đồ đến hoàng tộc. Cho nên bọn hắn dùng hết mọi biện pháp để cho Nguyên Thanh gia nhập vào độ tiên môn. Nguyên Thanh mặc dù không thua kém ai, nhưng 60 năm cũng không thể ôm được mỹ nhân về. Nhóm người sau lưng gã lo ngại tình cảnh này, rốt cuộc không đợi được nữa, định bí quá hóa liều. Lý Trường Thọ kể sơ lược chuyện đã xảy ra cho sư muội nghe. Kết quả hiện tại, những người này ăn trộm gà không được còn mất nắm. Thóc, hai gia tộc đều bị liên lụy, xem ra sẽ bị vua của nước họ nhổ tận gốc để làm dịu cơn giận của độ tiên môn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nga lộ vẻ suy tư, Lý Trường Thọ ấm giọng hỏi, Tiểu Nga, từ chuyện xưa này, muội học được những gì? Linh Nga đắn đo một chút, sau đó nói một cách quả quyết, nữ tử tuyệt đối không được làm vợ lẻ. Không thì khi tranh giành quyền lực trong nhà sẽ rất mệt mỏi. Cụ khụ. Lý Trường Thọ không nhịn được đưa tay lên trán, còn gì nữa không? Kẻ Nguyên Thanh này sắp xếp bố cục quá thiếu sót, hơn nữa nhánh thế lực của nhà quyền quý kia đã đánh giá quá thấp thực lực của độ tiên môn và giá trị của đệ tử đối với môn phái. Linh A vô cùng nghiêm túc, tiến hành phân tích, ta cảm thấy đúng ra nên chèn ép Hữu Cầm Huyền Nhã. Ẩn nhẫn mấy ngàn năm để tu thành thiên tiên,
sau đó âm thầm làm người trị vì sau lưng của quốc gia này. Tiếp đó cho người vơ vét tài lực quốc gia để cống nạp lên, gia tăng địa vị và tầm quan trọng của chính mình trong thế tục và tiên môn, phát triển song song. Muốn dựa vào con rể để làm vua, không khỏi quá mơ mộng hão huyền, những ông vua này đâu bao giờ thiếu người nối dõi. Lý Trường Thọ nghe xong thì trầm mặc. Được rồi, chuyện này xem như ta kể nghe cho vui. Nhà muội cũng là quyền quý thế tục, vốn định nhắc nhở muội một chút, lấy đó mà làm gương. Hi hi, Linh Nga hé miệng cười, sư huynh yên tâm, không có huynh Linh Nga sẽ không đi. Lý Trường Thọ lắc đầu cười khẽ, lấy túi thuốc ra đi, ta bổ sung cho muội, lần này chắc là có một chút hao tổn. Linh Nga chột dạ trong nháy mắt, chậm rãi ngồi thẳng người, khép lại đôi chân nhỏ trắng nõn. Hai tay nàng đặt trên đầu gối, đôi tròng mắt nhẹ nhàng chớp chớp, làm ra vẻ nhu thuận, đáng yêu, ngây thơ. Đan dược và độc phấn của sư huynh, lần này ra ngoài, sử dụng không có lãng phí bao nhiêu. Chỉ là... Các bạn đang nghe chuyện sư huynh thực quá cẩn trọng của tác giả Ngôn Quy Chính truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 23, bị sư huynh an bài. Đúng là tiểu sư muội phá của, đánh những tôm yêu sức chiến đấu không khác mấy với phàm nhân, vậy mà mang độc phấn mà mình chuẩn bị cho nàng sử dụng đến 8 phần. Số lượng này, dùng để đánh ngã 10 vạn đại quân thế tục cũng đủ. Nhìn ba cái túi pháp khí chữ vật gần như trống rỗng đặt ở trước mặt mình, trên trán Lý Trường Thọ nổi đầy gân xanh, sau khi than nhẹ một tiếng, gió lớn mưa rào lại dường như nổi lên. Lam Linh Nga quỳ chân trên bồ đoàn ở trước mặt hắn, khóe mắt treo hai giọt nước mắt, âm mưu lấy tư thái điềm đạm đáng yêu trốn khỏi sự chế tài của đại sư huynh. Lý Trường Thọ co giật khóe miệng, cầm một cái túi hỏi, muội đi giết đại yêu Đông Hải sao? Việc này, sư huynh có nói, gặp phải nguy hiểm thì dùng mà. Người ta xém chút nữa đã bị quân tôm cá kia chém chúng, nên không tự chủ được giải ra. Mặt Lý Trường Thọ đen lại, ta nhớ là đã chuẩn bị những thứ này cho muội đến 9 bình, do nhiều lần suýt nữa bị chém chúng. Lam Linh Nga mấp máy miệng nhỏ, khóc nức nở, ủy khuất giải thích, sư huynh đừng có giận, muội biết huynh luyện chế những vật này rất cực khổ, thật tình cũng không muốn lãng phí. Nhìn bộ dáng của tiểu sư muội như vậy, Lý Trường Thọ cũng không có cách nào nổi giận, chỉ thở dài nói, cực khổ ngược lại là chuyện nhỏ, chỉ có điều vật liệu khó tìm. Độ tiên môn chúng ta có rất ít người luyện chế độc đan, đây đều là ta dùng trợ cấp hàng tháng để đổi lấy một ít. Sư huynh, việc này muội đã nghĩ rồi. Lam Linh Nga nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng vỗ vào đai lưng nhỏ nhắn bên ngoài eo, cầm ra 7-8 túi pháp khí chữ vật. Cho nên lần này, muội mang tất cả ban thưởng đều đổi thành độc thảo, thuốc độc trong tông môn đang có, cuộc mua bán này tuyệt đối không lỗ, thậm chí còn có thể kiếm được rất nhiều. Lý Trường Thọ có một chút bất đắc dĩ, nhìn chăm chú cặp mắt đẹp như bảo thạch của Lam Linh Nga, tại đáy mắt của nàng thấy được một chút. Tránh né, tiểu nha đầu này, còn có chuyện gì muốn nói? Hãy nói ra luôn đi, thừa dịp tâm tình của Vi Huynh xem như không tệ. Lam Linh Nga hít vào một hơi, đột nhiên nâng hai tay lên, lại dùng sức cúi người, cúi đầu. Cái trán và lòng bàn tay của nàng đồng thời để trên mặt đất, tóc dài xõa xuống hai bên. Dập đầu, nhận sai, nàng nhắm chặt hai mắt lại, dùng sức hô lớn, sư huynh, Linh Nga có lỗi với huynh. Trong môn có hai vị sư bá cảm thấy hứng thú đối với độc phấn mà huynh luyện chế, bọn họ cầm đi mấy bình độc lợi hại nhất từ trên người muội. Muội thực sự không biết nên từ chối thế nào, sự tình sư huynh có trình độ luyện độc cao siêu, không cẩn thận đã bị muội làm bại lộ. Trong phòng lập tức an tĩnh, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đầu vai Lam Linh Nga run nhẹ. Nàng cũng không sợ sư huynh đánh chửi mình, thậm chí còn muốn sư huynh đánh mình còn hơn là sư huynh giận mình. Nàng là do sư huynh dạy dỗ nên hiểu rõ nguyên tắc làm việc của sư huynh, vì thế nàng mới khẩn trương như vậy, lo lắng sư huynh sau này sẽ vứt bỏ chính mình, phân rõ giới hạn với mình. Tại sao lại an tĩnh như vậy? Xong rồi, chắc là sư huynh đã triệt để thất vọng đối với mình. Lam Linh Nga ơi là Lam Linh Nga, ngươi vừa đi ra ngoài như thế nào lại đắc ý mà quên hết, không chịu nhẫn nhịn, cố ý khoe khoang trước người khác, kết quả bị tiền bối trong môn chú ý tới. Tính tình sư huynh ra sao? Trên đời này chỉ sợ có nàng, người sư muội này là hiểu rõ nhất. Phải giấu 9 phần át chủ bài, mọi việc đều không làm ai chú ý, tuyệt đối không dính tới điều gì liên quan đến nhân quả.
chính mình có thể được sư huynh yêu mến, đơn giản vì mình chính là thân sư muội duy nhất của hắn, có cùng sư phụ, không thì sư huynh sẽ tuyệt đối không nhìn mình dù chỉ là một chút. Linh Hà mang theo tiếng khóc nức nở nói, sư huynh đánh ta một trận cũng được, nhưng tuyệt đối không nên từ đây. Về sau không để ý tới ta, ta biết sai rồi, về sau sẽ không tiếp tục khoe khoang những thứ này. Cảm giác được một bàn tay to lớn tiến tới từ phía trước, Lam Linh Nga không tự chủ nhắm hai mắt lại. Từ khi nhập môn đến bây giờ chẳng lẽ phải nếm trải cảm giác nỗi khổ da thịt, bị sư huynh đánh một trận sao? Bị đánh một trận cũng là việc tốt, ít ra có thể làm sư huynh bớt giận. Bàn tay lớn kia lướt qua ba búi tóc đen sau đó rơi thẳng xuống, nhưng cũng không dùng lực để đập mà ngoặc qua một bên, nắm lấy lỗ tai nàng, chậm rãi kéo lên. Ái ra, sư huynh nhẹ tay một chút. Lỗ tai, đau quá. Đừng có dùng giọng điệu này, để sư phụ nghe được còn tưởng rằng ta làm chuyện gì đối với muội. Lý Trường Thọ hừ một tiếng, buông lỗ tai nhỏ bé xinh đẹp kia ra, lạnh nhạt nói, muội đứng lên đi, đây cũng không phải là việc gì ghê gớm. Trong nháy mắt, Lam Linh Nga ngồi thẳng người, tư thái yểu điệu biến mất, trong lòng có một chút nghi ngờ. Nàng buồn bực nhìn đại sư huynh trước mặt, nhỏ giọng hỏi, sư huynh không muốn tiếp tục ẩn giấu. Muốn ngã bài với môn phái sao? Ngã bài gì? Có bài gì tốt để ngã? Lý Trường Thọ có một chút bất đắc dĩ nói, muội làm như ta không biết tính tình của muội. Khi đưa những loại độc phòng thân này, ta cũng đã nghĩ đến động tĩnh do nó gây ra. Thật ra là huynh cố ý để muội hiển lộ ra, việc này huynh cũng đã dự tính trước. Ngồi xuống đi. Trong hai vị tiền bối lấy đi độc phấn của muội, có vị nào là Vạn Lâm Quân tiền bối của Đan Đỉnh Phong không? Người này chân trái có tật, chống một cây gậy đồng, khuôn mặt thì luôn lạnh băng, nhưng khi nói chuyện với người khác thì kiểu gì cũng bày ra nụ cười cứng ngắc. Cố ý cho nàng để lộ, đã cân nhắc nhiều lần. Lam Linh Nga nghe vậy thì ngẩn ra, sư huynh làm sao biết? Đúng là có vị tiền bối này, không phải vừa huynh mới trở về vào đêm nay sao? Người đầu tiên lấy đi độc phấn là vị các trưởng lão chủ trì cuộc lịch luyện kia. Giữa trưa hôm sau, vị lão bá chống gậy kia đến tìm, cho ta rất nhiều dược thảo, lấy đi những thứ kia. Sư huynh, phản ứng theo tiềm thức qua đi, Lam Linh Nga nhìn cặp mắt thâm thúy của Lý Trường Thọ, cắn răng nói, huynh tính toán thật kỹ. Giữa sư huynh muội chúng ta làm gì có chuyện tính toán, đây là bảo hộ có thiện ý, biết càng nhiều thì gánh nặng tâm lý càng lớn. Lý Trường Thọ bình tĩnh khoát tay, cười nói, những độc phấn ta cho muội đều là chú trọng phối hợp các loại thảo dược và độc lý, không cần thủ pháp luyện chế cao minh, bị người chú ý cũng không sao. Phương thuốc ở ngay bên ngoài đạo tạng điện, đệ tử của tất cả các phong đều có thể xem, dược thảo thì có thể tìm được ở Bách Phàm Điện. Trong môn hiện giờ, hoặc môn phái tu tiên ở Ngũ Bộ Châu, phần lớn đều có một chút xem thường đối với chữ độc này. Bọn họ cảm thấy đây là thủ đoạn hèn hạ, nên người thường xuyên dùng độc đều bị xa lánh, ghen ghét. Cho nên, người khác phát hiện ra trình độ luyện, độc của ta không kém, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa nó cũng không khiến cho người bên ngoài quan tâm quá nhiều, ngược lại sẽ cảm thấy ta chỉ là một vị đệ tử không những tư chất tầm thường mà đường đi cũng lệch. Nói xong, khóe miệng Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười gian xảo. Còn nữa, huynh cho muội những độc phấn này, có mấy loại kỳ độc nguồn gốc từ một quyển độc kinh do ta sao chép được trong đạo tạng, tác giả của quyển độc kinh này là vị trưởng lão Vạn Lâm Quân kia. Lão là tiền bối lĩnh ngộ sâu nhất với độc chi đạo bên trong độ tiên môn chúng ta. Nếu như có thể nắm bắt thời cơ lần này kết thiện duyên với lão, thì sau này tại phương diện luyện độc sẽ được vị này chỉ dạy đôi chút. Sư huynh, Lam Linh Nga có một chút bất mãn phàn nàn, nói, huynh có phải hay không đều tính toán đến cả ta. Nếu trực tiếp căn dặn chuyện này không phải tốt hơn sao? Ngay cả sư muội ôn nhu đáng yêu của mình cũng giấu giếm, thật là quá đáng. Lý Trường Thọ lườm nàng một cái, đừng chuyển chủ đề, bây giờ đang nói đến việc muội lãng phí độc đan. Tóm lại ta muốn cho muội nếm một chút đau khổ, để ghi nhớ trong lòng thật lâu. Ngày mai phạt muội đến sau núi đốn củi khai hoang, nhưng không thể dùng đạo thuật và pháp lực. Đốn củi thì đốn củi, có gì đặc biệt đâu. Mi mắt của Lam Linh Nga cụp xuống, đáp ứng, gương mặt xinh đẹp hiện lên hai chữ đau lòng. Nàng lại không nhịn được hỏi, chúng ta khai hoang để làm gì? Xây một phòng độc đan để luyện đan. Lần này mượn tay của muội, để tầng quản lý trong môn biết ta am hiểu luyện độc, sau này ta đã có thể quang minh chính đại nghiên cứu những thứ này tại Tiểu Quỳnh Phong, không cần phải lén lút như trước.
Giải thích xong, Lý Trường Thọ đứng dậy, thu hồi những túi thuốc trên bàn, duỗi lưng một cái, nói, giữa trưa chờ ta đả tọa xong, sẽ đi tìm vị trí thích hợp xây đan phòng. Sư huynh rõ ràng muốn lười biếng, làm gì có ai lại để tiểu sư muội yếu đuối đi đốn cây. Lam Linh Nga làm mặt quỷ sau lưng hắn, có một chút bất mãn oán trách. Vật này cho muội, luyện khí sĩ yếu đuối. Lý Trường Thọ đi tới trước cửa phòng đột nhiên nhớ ra chuyện gì, tiện tay ném một cái hộp ngọc trong tay áo ra cho tiểu sư muội. Lễ vật sao? Lam Linh Nga quên đi hết phiền muộn trong nháy mắt, vui vẻ ôm hộp ngọc. Nàng vừa muốn mở hộp ngọc ra, chợt nhớ tới điều gì, dùng pháp lực đưa hộp ngọc ra bên ngoài mấy trượng, rồi mới từ từ mở. Mùi thơm nhàn nhạt đập vào mặt, trong hộp ngọc là một gốc hoa nhỏ sáu cánh màu trắng đang nằm. Thì ra là dược thảo, còn tưởng là đồ trang sức gì. Lam Linh Nga vừa định trách móc, Lý Trường Thọ đã ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lưu lại tiếng nói có một chút mệt mỏi của hắn. Lần sau trước khi tắm đặt nó ở trong nước ấm, có thể giúp muội phát triển kinh mạch, loại bỏ độc tố dưỡng nhan, làm làn da càng ngày càng trắng mịn. Ngày mai chúng ta gặp. Thật tuyệt, cảm ơn sư huynh, ngày mai gặp. Lam Linh Nga nhẹ nhàng thở ra, ngã ngồi bên trong ghế bành, sau đó đắc ý cười một tiếng, bình an thông qua. Sư huynh vẫn rất thương yêu mình, vốn cho rằng lãng phí nhiều độc phấn như vậy, ít nhất sẽ bị mắng chửi một trận, nhưng không ngờ chỉ bị véo lỗ tai. Lần lịch luyện này, sau khi mình trở về, giống như đã bị sư huynh an bài xong. Thật sự có một chút khó chịu, luôn cảm thấy sư huynh vẫn là không tin vào mình. Thôi vậy, tính tình sư huynh là vậy mà. Huynh ấy cắt tóc xong đều sẽ dùng chân hỏa đốt đi không còn sót lại chút gì, tỉa móng tay thì phải dùng độc dịch hòa tan hết mảnh vụn. Ngay cả tiểu sư muội cố ý uống say cũng nhẫn tâm dùng khóa tiên cột vào trên giường, đắp chăn kín lại. Y, dường như mình không cẩn thận để lộ điều gì. Khuôn mặt Lam Linh Nga đỏ lên, năm ngoái, lần đó người ta không phải là cố ý uống say. Trở lại nhà cỏ của mình, Lý Trường Thọ ngồi trên giường, trong lòng suy nghĩ tới việc bố trí phòng luyện đan. Trước đây hắn luyện độc đều dùng dược tiểu đỉnh mang theo trong người. Nó đã sớm không thể thỏa mãn nhu cầu sử dụng của hắn, hơn nữa muốn luyện chế dung tiên đan cần dùng độc càng mạnh hơn, nên cũng cần dược đỉnh lớn và phẩm chất tốt hơn. Trước tiên xây dựng phòng đan, sau đó đi đến Bách Phàm Điện tìm sư thúc, sư bá quen biết hỏi một chút thử xem. Dược đỉnh tốt chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, việc này đành nhìn vào vận may. Tốt nhất là có thể tìm được một ít dược đỉnh vứt bỏ, mình thử sửa chữa xem thử có thể xuất hiện kỳ tích hay không. Chuyện phòng đan, thật ra hắn đã cân nhắc 3, 40 năm, nhưng vẫn luôn có một chút do dự. Bình thường mới là ngụy trang tốt nhất. Từ trận pháp che đậy sinh hoạt hàng ngày của sư đồ bọn hắn ở nơi đây, tới trận pháp bên ngoài nhà cỏ của hắn và tiểu sư muội, cuối cùng là tới trận pháp của tiểu Quỳnh Phong. Mỗi một ngọn cây, cọng cỏ đều rất bình thường, không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Nhưng nếu dựng lên phòng đan, hắn phải bố trí đầy đủ, tránh để người ngoài phát hiện một ít tiểu kỹ xảo khi hắn luyện độc đan. Lý Trường Thọ ngay từ đầu đã hiểu rõ, vào lúc hắn vừa mới tu hành, bất luận chuyện gì ngụy trang quá mức đều không qua được ánh mắt của những vị cao nhân kia, ngược lại sẽ càng bị họ chú ý hơn. Bị những cao nhân này chú ý, không nhất thiết sẽ có chỗ tốt gì. Nếu không bị bọn họ chú ý tới, thì chuyện xấu vượt qua khả năng khống chế của bản thân sẽ không xảy ra, tối thiểu xác suất xảy ra sẽ ít hơn nhiều. Phòng đan không thể cách chỗ ở quá gần, phòng ngừa độc khí lan ra. Lý Trường Thọ thấp giọng thì thầm, lấy pháp khí chữ vật chuyên dùng để đựng sách trong ngực ra, cầm lấy một chồng da dê thật dày. Phía trên da dê vẽ một tòa trận pháp và cấu tạo kiến trúc, mỗi một thứ đều lặp đi lặp lại nhiều lần dấu vết sửa chữa, trong mấy tấm da dê cũ nhất, nét vẽ trên đó đã vô cùng mờ nhạt. Chương 24, chân tiên không thể đi làm thuê. Tùng, Tùng, buổi chiều an tĩnh, tòa đại trận, bảo hộ bao phủ độ tiên môn như một lớp tơ lụa mỏng ô nhuận. Bên trong một mảng quần phong rừng rậm tại tiểu Quỳnh Phong thấp bé, quanh quẩn một loại cảm giác tiết tấu dồn dập. Trong rừng rậm phía bắc cách ba căn nhà tranh bên cạnh hồ nhỏ, một gốc đại thụ che trời cũng theo tiếng trống dồn dập này không ngừng rung động. Dưới cây, một thiếu nữ mang quần áo thêu hoa lan đang luyện công, trên đầu quấn một tấm lụa màu tím nhạt mây trôi, đang không ngừng huy động một chiếc rìu lớn, động tác ưu nhã không nói nên lời. Thiếu nữ này cắn răng nghiến lợi phát ra một trận tiếng cằn nhằn, không cho ta dùng pháp lực, chân và cánh tay ta muốn dã rời đây này, làm sao bây giờ?
người ta là nữ luyện khí sĩ đó. Lại còn nói muốn nhìn người ta đốn cây, giờ người đâu rồi? Lại chạy về đả tọa hả? Hừ hừ, sư huynh thối, chém đứt tận gốc ngươi, chém tận gốc cây, chém hết, không để lại một chút nào. Nhất định thế. Két, gốc đại thụ già nua nhăn nhó chậm rãi té ngửa, làm cho bầy chim trong rừng hoảng sợ bay tán loạn. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng hô lớn, ngươi là Tiểu Linh Nga. Lam Linh Nga lập tức cảnh giác, xách theo chiếc rìu lớn lập tức nhảy lên phía trước, lúc rơi xuống đất đã xoay người lại. Ngẩng đầu nhìn chăm chú một bóng người đang bay trên không trung, cảm thấy có một chút quen mắt. Một chiếc hồ lô lớn dài cả trượng, ngồi xếp bằng trên hồ lô là một nữ tiên nhân, áo gai khá bẩn thỉu. Thật ghê gớm, áo gai đoản sam vậy mà muốn bung ra. Ách, hóa ra là Tử Cửu sư thúc. Lam Linh Nga vội vàng buông rìu lớn xuống, chắp tay vái chào, trong đáy lòng hồi tưởng lại những tư thế lúc sư huynh chào hỏi. Từ đó chọn ra một tư thế hợp nhất, ôn nhu nói, đệ tử Linh Nga bái kiến Tử sư thúc, tu vi đệ tử nông cạn, không kịp nghênh đón, xin sư thúc chớ trách. Không có việc gì, không có việc gì, không cần khách khí như thế. Tử Cửu nhìn tiểu sư điệt xinh đẹp phía dưới hành lễ, nghe nói chuyện êm tai nên cũng rất có hảo cảm. Tử Cửu thu hồi hồ lô lớn, nhảy xuống từ không trung. Sư huynh ngươi có ở đây không? Ta có việc muốn tìm hắn. Sư huynh vẫn đang tu hành. Mí mắt Lam Linh Nga rũ xuống, ôn nhu nói, xin sư thúc chờ một lát, ta đi gọi sư phụ xuất quan nghênh đón. Hàn Sa không có chỗ chiêu đãi tốt, xin sư thúc thứ lỗi. Ai, không cần phiền toái như vậy, ta chỉ đến tìm sư huynh ngươi. Sư phụ ngươi chuẩn bị thành tiên, để cho hắn bế quan đừng quấy rầy. Tử Cửu khoát khoát tay, quay đầu nhìn khắp nơi, Tiểu Linh Nga, ngươi chặt cây làm gì vậy? Xem như là một loại phương thức tu hành, làm sư thúc chê cười rồi. Lam Linh Nga trả lời vẫn giọt nước không lọt như cũ, trong đáy lòng lại nổi lên một chút nghi hoặc. Vị sư thúc này, tìm sư huynh mình làm gì? Sau khi thành tiên, thọ nguyên luyện khí sĩ dài dằng dặc, trong môn cũng có rất nhiều tu sĩ lánh đời. Mà vị sư thúc trước mắt này, khuôn mặt xinh đẹp, đường cong lả lướt, tuy có một chút lôi thôi lếch thếch, nhưng cũng là thiên sinh lệ chất, vốn liếng lại càng thêm hùng hậu. Trọng điểm là, vị Tử Cửu sư thúc và sư huynh đã cùng nhau đi ra ngoài, có vấn đề. Lam Linh Nga cảnh giác, trong đáy lòng suy nghĩ tìm cách, muốn hỏi bóng hỏi gió ý đồ Tử Cửu đến. Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, mặt đất cách đó không xa xuất hiện gợn sóng, thân hình Lý Trường Thọ chậm rãi chui ra, chắp tay hành lễ với Cửu Tử. Một lát sau, bên trong căn nhà tranh của Lý Trường Thọ, Tử Cửu và Lý Trường Thọ ngồi xếp bằng bên cạnh một cái bàn khá thấp. Nàng đến đưa phần thưởng cuộc rèn luyện của Lý Trường Thọ lần trước, thuận tiện còn mang đến tạ lễ của Khương Kinh San phó thác, bày hai kiện pháp khí chữ vật trên bàn thấp. Lý Trường Thọ cũng không khách khí, thu vào, nhìn thấy trong túi chữ vật của Khương Sư Bá còn đặt mấy loại pháp bảo, trọng bảo và linh thạch xếp thành núi nhỏ, trong đáy lòng hắn cảm thấy vui mừng. Vừa rồi lúc dò xét địa mạch Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ đang phát sầu vì thiếu tài liệu cần thiết để xây dựng các loại đại trận, phần tạ lễ này vừa đến, đã giải quyết hơn phân nửa nan đề. Lý Trường Thọ hỏi, sư thúc sao không cùng đi đến Nam Châu? Ai? Tử Cửu thở một hơi thật dài, hữu khí vô lực nằm ở trên bàn, hai mắt dần dần mất trở nên u ám. Vốn muốn đi theo đùa nghịch một chút, kết quả lúc về núi bị giữ lại vấn trách đến bây giờ, ta mới đi ra từ thưởng phạt điện. Hiện tại ta đang phát sầu, mấy vị trưởng lão vậy mà phạt ta kiêng rượu 3 năm, còn không bằng trói ta tại dẫn lôi trụ 3 năm. Lý Trường Thọ không khỏi mỉm cười, lúc này mới chú ý tới pháp bảo tiểu hồ lô bên người Tử Cửu đã không thấy, chắc là bị trưởng lão trong môn lấy đi rồi. Đúng lúc này Linh Nga bưng trà vào nhà, thấy tình hình như vậy, lập tức mím môi một cái. Tư thế tùy ý như vậy, lại ở chung với sư huynh hòa hợp như thế, vị sư thúc này quả nhiên có vấn đề. Lam Linh Nga rót trà xong, mang bồ đoàn của mình đến bên cạnh sư huynh, sau đó khéo léo ngồi quỳ chân xuống dưới, còn cố ý dùng cánh tay dán chặt lên người sư huynh nhà mình. Tử Cửu thấy thế trừng mắt, hả? Trường Thọ, bệnh của ngươi. Sư muội tiếp xúc với ta thì không ngại, đại khái là vì ta và sư muội đã sớm chiều ở gần nhau. Lý Trường Thọ bình tĩnh giải thích, nếu đụng vào nữ tử khác ngoài sư muội, vẫn khó tránh khỏi xuất hiện triệu chứng run rẩy. Khục. Khụ khụ. Lam Linh Nga che miệng ho khan một trận, nhìn vẻ mặt thống khổ của nàng, tuyệt đối là nín cười quá cực khổ gây nên. À,
Hóa ra là như vậy. Tửu Cửu không hề nghi ngờ, thở dài, hai mắt u ám một lần nữa, vô lực nói khẽ, ba năm này phải làm sao? Không có rượu thì làm sao bế quan, làm sao tu hành, làm sao ngủ, làm gì cũng không còn khí lực. Tên Nguyên Thanh hỗn trướng kia, làm chuyện gì thì tự mình chịu đi, còn hại bản sư thúc chịu tội 3 năm. Lý Trường Thọ cũng bày ra bộ dáng suy tư, sờ cằm trầm ngâm một trận. Lam Linh Nga bên cạnh, nhìn thấy biểu tình của sư huynh lúc này, vô thức xê dịch sang một bên, ngồi đoan chính lại, nhìn không chớp mắt, hoàn toàn không dám nói lời nào. Nàng lại vụng trộm nhìn lông mày Lý Trường Thọ hơi cong xuống, xác định đây là điềm báo sư huynh muốn hố người. Mỗi khi sư huynh lộ ra biểu tình này, chính mình và sư phụ luôn bị gài gì đó. Tửu sư thúc, không bằng chúng ta thương lượng một chút. Ừm, thương lượng gì? Tửu Cửu hữu khí vô lực hỏi. Sư thúc không thể uống rượu trong 3 năm, nếu không thể tu hành, không bằng giúp đệ tử xây một ít trận pháp. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, để báo đáp lại, đệ tử sẽ giúp sư thúc ngài ủ chế 3 loại rượu ngon đã tuyệt tích, 3 năm sau vừa vặn để cho sư thúc hưởng dụng. Hơn nữa, ở trong đó còn có một loại đồ uống có thể thay thế rượu. Rượu ngon tuyệt tích, đồ uống thay thế rượu. Tửu Cửu lập tức lên tinh thần, ngồi thẳng lại, vật gì? Chẳng lẽ ngươi muốn gạt ta làm không công cho ngươi? Ta nói trước, đối với trận pháp, ta thuộc dạng chả biết gì đâu. Sư thúc chỉ cần dùng tiên lực hỗ trợ củng cố trận cơ, áp chế linh lực dung chuyển là được. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, hỏi ngược lại, sư thúc thích uống rượu hay là phẩm rượu? Là ưa thích mùi rượu hay là muốn cảm giác say rượu? Ừm. Tửu Cửu trầm ngâm vài tiếng, đều có cả, 3 tuổi ta đã vào núi, vừa vặn được ngũ sư huynh mê rượu chăm sóc, có lần ta bị hắn cho tắm lầm trong thùng rượu, từ đó thì không thể rời thứ này được. Nếu nhất định phải nói, mùi rượu rất trọng yếu, cảm giác uống đến say nhẹ nhàng cũng rất trọng yếu. Mời sư thúc xem. Lý Trường Thọ chỉ chén trà trước mặt mình, lấy trong tay áo ra một bình ngọc xinh xắn, mở nắp ra, đổ vào chén trà một giọt chất lỏng màu xanh nhạt. Chỉ một thoáng, một mùi hương phiêu giật tứ tán, ly nước trà kia lập tức hóa thành màu xanh nhạt. Lý Trường Thọ cười nói, sư thúc nếm thử xem, phải chăng có loại cảm giác hơi say rượu không? Ồ! Tửu Cửu nhẹ nhàng chớp mắt, bưng chén trà, đặt trước mũi hít hà, chỉ ngửi thấy mùi thơm ngát nhàn nhạt, sau đó lại cúi đầu nhấp một hớp nhỏ, hai mắt lập tức tỏa sáng. Tay dốc lên, chén nước trà này bị nàng uống một hơi cạn sạch. Trên gương mặt xinh đẹp của Tửu Cửu dần dần nổi lên một chút đỏ ửng, hai mắt bắt đầu trở nên có một chút mê ly, nhếch miệng cười không ngừng. Đồ tốt, đủ uống. Bang, chén trà rơi trên mặt bàn, Tửu Cửu chậm rãi từ từ nằm xuống đất, chậm rãi lật qua lật lại trên mặt đất, lại phát ra từng đợt cười khẽ hắc hắc. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, thất sư huynh ngươi cũng không biết xấu hổ, mỗi ngày dính với lục sư tỷ, song tu nhiều năm như vậy còn không sinh ra tiểu bảo bảo. Đều có đôi có cặp, lão Cửu ta đáng độc thân nha. Hừ, chờ ta tu đến thiên tiên, cướp mấy mỹ nam về mỗi ngày rót rượu kỳ cọ tắm rửa cho bản tiên. Tiểu Trường Thọ, ngươi hàng vạn hàng nghìn lần tuyệt đối không nên xem thường sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi năm đó cũng rất lợi hại. Dần dần, tiếng ngáy nhẹ nhẹ, Tửu Cửu ôm bồ đoàn, nằm trên mặt đất triệt để ngủ thiếp đi. Lam Linh Nga hiếu kỳ hỏi, sư huynh, đây là cái gì vậy? Thần tiên túy. Lý Trường Thọ truyền âm trả lời, đây là một loại thuốc mê, lại xem như một loại rượu ngon, nhưng bản thân cũng không phải là rượu. Ngoại trừ sẽ làm cho người ta say một trận, ngoài ra không có bất kỳ hiệu quả gì khác, vốn là thứ ta muốn bỏ đi. Theo cổ tịch ghi chép, tại thượng cổ, rất nhiều tiên nhân yêu thích nếm thử loại thần tiên túy này, bất quá bọn họ đều là người nghiện rượu quá nặng, trực tiếp rót vào trong miệng. Bản thân nó chính là dùng thủ pháp cất rượu luyện chế thành, bất quá, cất rượu phần lớn là dùng tiên quả tiên lương, còn nguyên liệu thần tiên túy là 32 vị linh thảo. Lam Linh Nga có một chút bận tâm hỏi, thứ này có đến 3 loại sao? Lý Trường Thọ gật gật đầu cười, nhìn Tửu Cửu đã ngủ say, nghĩ đến chính mình sắp hoàn thành đan phòng, truyền âm trả lời, chớ nói 3 loại, 13 loại cũng có thể làm ra được. Nếu như có chân tiên tương trợ, rất nhiều chuyện trước đó không thể thực hiện, hiện tại đã có hy vọng rồi. Sau khi hoàn thành đan phòng, hệ số an toàn sẽ càng cao hơn. Được thôi. Khóe miệng Lam Linh Nga hơi nhếch, nhìn sư thúc đại nhân ngủ say ngoài ý muốn khiến người thương yêu, luôn có một loại cảm giác nguy cơ nho nhỏ. Thế là, 2 năm sau, bang,
cửa gỗ nhà tranh Lý Trường Thọ bị người đá văng. Từ Cửu người mang áo gai, mặt mũi tràn đầy sốt ruột hùng hùng hổ hổ vọt vào. Nhanh, thần tiên túy và giai nhân mị thắng này. Không có ở đây. Ai nha, tại sao lại đi luyện đan? Lại cột người vào dược lô rồi. Từ Cửu dậm chân một cái, thấp giọng mắng hai câu trong miệng, vội vã xoay người nhảy lên không trung, lập tức muốn xông đến chỗ trọng yếu trong rừng rậm phía sau nhà tranh. Nhưng thân hình nàng đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm rừng cây tĩnh mịch rậm rạp phía trước, cảm thụ được trong đó có linh khí lưu động chậm chậm, trong nháy mắt cái trán nàng tràn đầy hắc tuyến. Trong lòng nàng nổi lên cảm giác nửa năm gần đây, bản thân chật vật bị giam ở trong đó hơn 10 lần. Nếu như không phải đã sớm biết phía trước có cái gì, nàng cũng không nhìn ra nơi đây có đến 28 nơi minh trận, 76 nơi ám trận, lại vòng vòng đan xen khốn trận và mê trận. Sinh môn ở đâu? Nơi này là do ta hỗ trợ bố trí mà. Bên này, giống như không đúng. Hay là bên này? Ai nha? Trận pháp gì mà phiền chết người? Lý Trường Thọ mau ra. Không thì ta sẽ phá hủy đỉnh núi nhà ngươi. Trong rừng có một cơn gió nhẹ thổi qua, cây cối các nơi nhẹ nhàng lay động, linh khí lưu động trong đó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Tiếng nói của Lý Trường Thọ bay tới theo gió, trận pháp đã giải, đệ tử đang trông coi đan lô, không tiện ra ngoài nghênh đón. Từ Cửu hơi chớp mắt, cẩn thận từng ly từng tí dò xét hơn 10 trượng phía trước, không phát hiện ra vấn đề gì, lúc này mới bay thẳng về phía chính giữa rừng, rậm. Nơi đó, một tòa lầu nhỏ tạo hình lịch sự tao nhã đứng đó, từng sợi thanh khí bay ra từ đó, các nơi trong rừng đều là mùi thuốc tươi mát. Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 25, Sư Thúc làm công nhân. Lầu nhỏ này cao 10 trượng, chia thành hai tầng, nhìn từ phía xa chính là hình một cái hồ lô lớn. Cảm hứng của nhà thiết kế trưởng Lý Trường Thọ hẳn là từ hình dạng pháp bảo của người bạn thân Từ Cửu, Chu Tà Như Ý Kiếm. Chính là cái hồ lô có thể hóa lớn hóa nhỏ, có thể mang người ngự không bay đi. Lầu nhỏ đứng ở một chỗ trong ao, cách cửa chính 80 trượng có một cái giếng, ao và giếng thông với nhau. Quan sát từ trên không, sẽ thấy đây là một tấm thái cực đồ có đường kính trăm trượng ở trong rừng, ao nước có hình dạng một con cá âm dương, lầu nhỏ và giếng nước là hai con mắt âm dương. Đây là một tòa phong thủy trận, có thể tạo được công hiệu trấn vận trừ tà, là trận pháp của độ tiên môn thuộc về nhân giáo nhất mạch, âm dương thái cực đồ cũng thuộc về đạo giáo này. Ở phía trước lầu nhỏ, có một tấm biển gỗ ghi, đan phòng Tiểu Quỳnh Phong. Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy hai hàng chữ nhỏ ở dưới, bách phàm điện cho phép, lầu nhỏ luyện đan xây theo tiêu chuẩn. Đơn giản thì đây là một tòa kiến trúc đã có giấy chứng nhận. Đi vào từ cửa chính, có một tấm bình phong bằng gỗ ở phía trước, sau tấm bình phong là một đan đỉnh cao 6 trượng. Đan đỉnh này chiếm diện tích cực lớn, nó dùng tử kim rèn đúc mà thành, trên đó khắc hơn trăm phương thuốc, trên thân đỉnh cũng có rất nhiều cấm chế. Chỉ là có rất nhiều miếng vá ở phần trên của lò đan, khiến nó trông khá tồi tàn. Đây vốn là một chiếc đan đỉnh bỏ hoang, nhưng chỉ có phần trên của nó là bị nổ, Lý Trường Thọ dùng linh ngư quan hệ, mang nó về từ Bách Phàm Điện, lại tốn mất nửa năm không ngừng sửa chữa, cuối cùng mới có thể sử dụng. Đan đỉnh có ba chân, hai tai, bụng tròn, khắp nơi đều có hình dạng âm dương, tạo thành từng cái cửa sổ nhỏ, ngưng hỏa trận, các linh trận khác và các cấm chế đều vô cùng hoàn chỉnh. Qua nhiều lần tu bổ của Lý Trường Thọ, uy năng của đan đỉnh này so với nguyên gốc chỉ kém ba thành. Điều đáng nói đó là, đan đỉnh này được mang về gần như không tốn bất cứ chi phí gì. Những khối tử kim to lớn của đan đỉnh này còn có thể trấn áp hầu hết các đặc tính của những loại linh dược khác nhau. Lúc này lò luyện đan này đã trở thành bảo vật đáng giá nhất của Tiểu Quỳnh Phong. Toàn bộ lầu nhỏ đều lấy cái đan đỉnh này làm trung tâm mà dựng lên xung quanh. Xung quanh đan đỉnh là mấy hàng giá đỡ, phía trên bày đầy những bình ngọc, hồ lô, hộp ngọc với đủ các loại kích cỡ. Bên trong cũng chứa rất nhiều các loại linh đan diệu dược do đan đỉnh này luyện ra, nhưng đây đều là những đan dược thông thường. Nơi đây được Lam Linh Nga sắp xếp một cách vô cùng ngăn nắp. Vị tiểu sư muội này cũng đang bế quan tu hành, cố gắng tăng cảnh giới của mình lên. Lúc Tiểu Cửu nhảy vào từ bên ngoài, Lý Trường Thọ với một thân trường bào màu xanh nhạt đang đứng cạnh đan đỉnh, hơn mười mấy viên đan dược màu vàng nhạt đang lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn. Tiểu Trường Thọ,
lại luyện được loại đan dược nào mới à? Tử Cửu tràn đầy tò mò nhanh chóng bước đến. Sư thúc, người muốn nếm thử không? Vừa luyện thành thanh tâm ngưng thần đan, cải tiến một chút khẩu vị, hiệu quả cũng không tệ. Lý Trường Thọ thuận miệng hỏi, hai viên linh đan chậm rãi bay đến trước mặt Tử Cửu. Tử Cửu cầm lấy nuốt vào, miệng nhai cót ca cót két như nhai kẹo, sau đó ở một tiếng thật to, miệng tỏa ra một mùi thơm mát. Rất ngọt, Tử Cửu duỗi tay phải ra, cho ta thêm mấy viên đi. Lý Trường Thọ tiện tay hút lấy một cái bình sứ bạch ngọc, bỏ đan dược trong tay vào hết trong đó, rồi đưa bình sứ cho Tử Cửu. Tử Cửu vẫn không rút tay về, hỏi, thần tiên túy và giai nhân mị của tháng này đâu? Yên tâm, ta làm sao dám quên phần của sư thúc. Lý Trường Thọ cười khẽ, thành thật đưa lên hai bình ngọc có kích cỡ bằng bàn tay. Tử Cửu vội vàng mở bình ngọc hít một hơi, sau đó thở dài một cách thỏa mãn. Hình như kỹ năng luyện đan và cất rượu của ngươi lại tăng lên. Hôm nay có cần ta giúp gì không? Hai tháng qua ngươi cũng không xây dựng trận pháp, ta cũng không thể cứ đến đây ăn không được. Hôm nay không cần. Lý Trường Thọ cười nói, sau 20 ngày, ta định mở lò luyện chế một loại tiên đan với độ khó tương đối cao, cần sư thúc đến đây tương trợ. Tử Cửu thoải mái vỗ ngực, áo gai đoản sam lay động một trận. Không thành vấn đề, ta sẽ giúp ngươi hết sức. 20 ngày sau phải không? Không sai, 20 ngày sau. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, lần luyện chế đan dược này đối với đệ tử vô cùng quan trọng, một khi bắt đầu sẽ không thể nào dừng lại. Nếu lúc đó sư thúc không rảnh rỗi, mong kịp thời báo trước cho đệ tử biết. Mặt khác, không biết sư thúc có thể giúp đệ tử bảo mật việc này được không? Đan dược gì vậy? Sao có vẻ thần thần bí bí thế? Một loại đan dược tên là dung tiên đan. Tử Cửu cả kinh, dung tiên đan. Thứ này hình như còn có thể độc chết cả chân tiên. Ta đã nghe ngũ sư huynh nói qua thứ này từ rất lâu về trước. Ngươi luyện thứ đồ chơi này để làm gì? Lý Trường Thọ cười nói, độc kỳ thật cũng là một loại dược tính, như đồ ăn có vị chua cay ngọt vậy. Độc đan có thể dùng để giết người, cũng có thể dùng để cứu người. Sư thúc cứ yên tâm, đệ tử cũng không có hận thù với ai. Mà thực sự yêu thích cuộc sống của một tu sĩ, sẽ không tùy tiện đi làm mấy hành động thương thiên hại lý. Nếu luyện chế dung tiên đan thành công, đệ tử sẽ biếu tặng sư thúc số lượng giai nhân mị của một năm, coi như nằm ngoài thỏa thuận. Thành giao, Tử Cửu nắm tay lại đưa đến trước mặt Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cũng nắm tay nhẹ nhàng, đụng một cái. Tử Cửu mặt mày hớn hở nói, 20 ngày sau ta lại tới. Sư thúc đi thong thả. Trong tiếng cười, Tử Cửu ngồi trên hồ lô lớn bay lên không trung Tiểu Quỳnh Phong. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy sương mù bay ra khắp nơi. Cơ hồ chỉ trong một cái chớp mắt, sương mù đã che phủ toàn bộ khu rừng, nhưng một trận gió nhẹ thổi qua, sương mù đã biến mất không thấy gì nữa. Trong phạm vi 30 dặm, rừng rậm dường như không có thay đổi gì so với lúc trước, nhưng nàng biết tầng tầng đại trận bên trong kia đã bắt đầu vận chuyển. Về sau nếu muốn trêu chọc đám người lão thất bát, có thể dẫn bọn họ đến đây chơi. Tử Cửu nhỏ giọng lầm bầm, nhưng lại nghĩ đến Lý Trường Thọ vẫn luôn bày ra bộ dạng chững chạc đàng hoàng. Vẫn nên chào hỏi hắn một cách thật tốt mới được, không thì hắn lại dõng dạc nói cái gì đạo lý ấy. Lắc đầu, Tử Cửu ngồi trên hồ lô lớn phá không bay đi, rất nhanh liền trở về Phá Thiên Phong, bay vào mấy tầng đại trận trùng trùng điệp điệp, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Đó là nơi bế quan của chín đồ đệ vong tình thượng nhân, dựa vào thế núi mà xây dựng thành một mảnh kiến trúc lầu các dài liên miên. Mặc dù Tử Cửu tiên nhân chỉ là một chi của Phá Thiên Phong nhất mạch, nhưng bọn họ dù có tu vi thấp nhất, thời gian tu luyện ngắn nhất, cũng đã đạt đến cảnh giới chân tiên, đãi ngộ lớn hơn hẳn so với ba sư đồ Tề Nguyên. Nơi đây không chỉ có đại trận tụ linh tuyệt hảo, còn có rất nhiều đệ tử tạp dịch, mấy chỗ xung quanh lầu các còn lập nên đại trận phòng hộ, xem như là một chỗ tu hành vô cùng lý tưởng. Tử Cửu nhỏ tuổi nhất, được các vị sư huynh sư tỷ vô cùng sủng ái, nơi ở gần Tử Ô, ẩn ẩn được các vị sư huynh sư tỷ bảo hộ. Lúc Tử Cửu bế quan, những người khác tự nhiên sẽ thủ quan bảo vệ nàng. Theo mấy ánh mắt nhìn trộm của các đệ tử tạp dịch, Tử Cửu tự bay trở về phòng, đá đôi giày vải đi, chân trần nhảy lên trên giường bích ngọc, ôm lấy hai cái bình ngọc, khẽ cười hắc hắc. Lần này uống ngươi trước, hay là uống ngươi trước đây? Tiểu Thọ Thọ thật không tệ, vậy mà có thể làm ra thứ đồ tốt này. 3 năm sắp trôi qua, hằng hà thủy lão bạch can trước đó hắn chôn xuống cũng sắp lấy ra được, đến lúc đó nhất định phải uống thật sảng khoái.
hôm nay uống một chút giai nhân mị trước. Khụ khụ khụ. Bên ngoài lầu các, một đạo nhân cao 5 thước ho khan một trận. Tử Cửu đang nằm trên giường lập tức giấu kín 2 cái bình ngọc, trừng mắt nhìn ra bên ngoài, thấy được người đến cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngũ sư huynh nhanh vào đi, ta vẫn còn chưa có mở trận. Không phải trước đó ta bị đại sư tỷ dặn dạy sao, chúng ta dù quen thuộc, nhưng vẫn phải có sự tôn trọng. Tử Ô cười nói, vừa mới đi được 2 bước, liền ngừng lại. Thực sự không có chỗ để đặt chân. Nhìn trước mắt là một đống vò rượu, đoản sam, cái yếm. Tử Ô vỗ vỗ cái trán, phàn nàn nói, tiểu cửu ngươi cũng đã 1.800 tuổi. Rồi, vậy mà đến cái phòng cũng không biết dọn. Tử Cửu ngửi ngửi mấy lần, khoát tay nói, không có mùi gì lạ cả, không sao đâu. Nàng tiện tay cất bình ngọc nhận được vào trong pháp khí chữ vật, sau đó ngồi xếp bằng trên giường. Tử Ô khó khăn đi qua đống đồ lộn xộn trên mặt đất, ngồi vào cái bàn thấp bên cạnh, trầm ngâm vài tiếng. Gần đây, Tử Cửu ngươi hình như rất thường xuyên ghé thăm Tiểu Quỳnh Phong. Tử Ô cười nói, không biết ngươi đến đó làm gì. Đến chơi thôi, còn có thể làm cái gì khác hả ngũ huynh? Tử Cửu nháy mắt mấy cái, ngũ sư huynh sao tự dưng lại quan tâm ta vậy? Không có gì, không có gì. Tử Ô liên tục khoát tay, sau đó lại lúng túng gãi đầu, nghĩ đến nhiệm vụ mà mấy vị sư tỷ sư muội giao cho, lại nhất thời không thể nói nên lời. Chuyện này phải nói thế nào đây? Cũng không thể hỏi thẳng tiểu sư muội của mình, có phải ngươi động xuân tâm với ai đó trong Tiểu Quỳnh Phong không? Tử Ô lúng túng nói tiếp, khục, ta nhớ là, ngươi mới nhập môn có mấy chục năm, đã khá thân thiết với Tề Nguyên sư đệ rồi. Đúng thế, Tử Cửu gật đầu, lúc ấy Tề Nguyên sư huynh rất chiếu cố ta. Tử Ô ngập ngừng, vậy ngươi, có phải hay không? Tử Cửu cau mày nói, ngũ sư huynh hôm nay làm sao vậy, cứ ấp a ấp úng mãi thế. Ta chuyện này, ai? Tử Ô dậm chân một cái, nói, vậy ta cứ hỏi rõ ràng. Trong khoảng thời gian gần đây, Tiểu Cửu ngươi mỗi ngày đều chạy đến Tiểu Quỳnh Phong. Hiện tại ngươi đã bị cấm uống rượu, vậy mà tinh thần vẫn vui vẻ như vậy. Ta và mấy vị sư tỷ suy nghĩ, có phải hay không, có phải hay không? Có phải cái gì? Ngươi, ta, Tử Cửu nhíu mày, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Tử Ô lấy hết dũng khí, lớn tiếng chất vấn, ngươi có phải hay không? Đã sắp đột phá rồi, sao có thể đột phá dễ dàng như vậy? Tử Cửu trợn mắt nói, ngươi nói với mấy vị sư tỷ không cần lo lắng, nếu ta gặp bình cảnh sẽ đi hỏi ý kiến các ngươi, sẽ không lỗ mãng đột phá. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta về trước đây, ngươi cứ tu hành tiếp đi. Tử Ô chạy trối chết ra cửa, sau đó quay đầu lại hỏi, đúng rồi Tiểu Cửu, trước đó ngươi cầm về 2 cái tổ nhện từ Tiểu Quỳnh Phong, ta đã nuôi chết rồi. Ngươi hỏi hộ ta xem Trường Thọ sư điệt có còn hay không, ta dùng bảo vật và đan dược đổi với hắn. Ừm, ta biết rồi, lần sau ta sẽ hỏi giúp huynh. Tử Ô lập tức mỉm cười. Từ 2 năm trước, Tử Cửu mang về tổ tam đầu trùng đồng nhện, Tử Ô có được mấy sợi tơ nhện, sinh hoạt lập tức có thêm rất nhiều niềm vui thú. Nhất là khi đem vài tơ nhện đến đầm nước nơi tắm rửa của đạo lữ, một màn kia. Chậc chậc, Tử Cửu cúi đầu bước nhanh, mỗi bước đi đều vang lên tiếng gió. Ngũ sư huynh hôm nay sao lại kỳ quái như vậy nhỉ? Mà thôi, chắc là lại cãi nhau với tứ sư tỷ đây mà. Tử Cửu lắc đầu, sau đó mở trận pháp bên ngoài lầu các, ghé vào giường lấy ra 2 cái bình ngọc, tiếp tục đắm chìm trong khoảng thời gian vui. Vẻ này, tại Tiểu Quỳnh Phong, trong đan phòng, Lý Trường Thọ đứng trước lò luyện đan, sau khi đặt dược liệu vào trong lò, quay người đi về phía bồ đoàn bên trái. Tay trái hắn cầm một miếng ngọc bài, cẩn thận cảm thụ sự biến hóa của các đại trận ở khắp nơi. Liên tục xác nhận không có gì nguy hiểm, tiện tay mở ra mấy cấm chế của đan lô, trong lò lập tức xuất hiện mấy ngọn lửa. Mà hắn cũng ngồi xuống bồ đoàn phía trái đan lô, nhưng ngay lúc hắn nhập tọa, xung quanh người hắn nổ bùng lên những làn khói xanh, thân hình cũng biến mất trong nháy mắt, chỉ để lại một tờ giấy hình người. Khói xanh xung quanh người giấy lại biến thành hình dáng của Lý Trường Thọ, mà có một sợi khói xanh nhanh chóng bay vào lỗ nhỏ phía dưới bồ đoàn, biến mất không thấy gì nữa. Huyễn hình thuật, tuyệt chiêu của Tề Nguyên lão đạo, đại đệ tử của lão hẳn phải biết thuật này. Thậm chí, Lý Trường Thọ còn có thể biến ảo đồ vật nhiều hơn mấy lần so với sư phụ. Chương 26, biểu tượng. Tử Cửu sư thúc thực sự quá hoàn mỹ,
hóa thành một sợi khói xanh. Sau đó sợi khói này nhanh chóng bay vào trong khe hở nhỏ bé phía dưới. Lý Trường Thọ cảm thấy mình đang bay qua từng cỗ trận thế, đáy lòng cảm thấy thỏa mãn đôi chút. Sao lại nói là hoàn mỹ? Tửu Cửu không hiểu trận pháp, tu vi ở cảnh giới chân tiên, cách cảnh giới thiên tiên cũng không xa, căn cơ vững chắc. Tiên lực vô cùng tinh thuần, khả năng khống chế tiên lực của bản thân càng mạnh mẽ đến mức bất ngờ. Trọng yếu nhất, bản thân sư thúc mạnh mẽ như vậy nhưng vẫn để cho một tên tiểu bối như mình tùy ý điều khiển. Nói là điều khiển cũng có một chút quá phận, Lý Trường Thọ cũng thừa nhận bản thân mình có lừa dối một chút với sư thúc, nhưng một người muốn đánh một người muốn bị đánh, đây cũng là chuyện vô cùng hợp lý. Lần này Tửu Cửu sư thúc đúng là đã giúp mình một đại ân. Cảm ơn trưởng lão thưởng phạt điện vì đã phạt Tửu Cửu sư thúc phải kiêng rượu. Cảm ơn Tửu Ô sư thúc khi còn nhỏ đã ném Tửu Cửu sư thúc vào trong vò rượu để cho nàng tắm rửa. Cảm ơn chính mình khi ở ngoài đạo tạng điện đã tìm thấy mấy quyển sách gia cừu tàn tạ ở trên kệ sách, cũng đã thử nghiệm thành công thần tiên túy nhuyễn tiên tán từ bên trong thuốc mê chủ chiến. Sợi khói xanh này sau khi bay xuống tầm trăm trượng liền dừng tại một khe hở nhỏ hẹp bên trong tầng nham thạch này, sau đó hóa thành hình người. Lý Trường Thọ lấy ra ngọc bài khống chế trận pháp, ngón tay của hắn nhẹ nhàng xoa trên tấm ngọc bài mấy lần, đồ án trên ngọc bài xuất hiện một chút biến hóa. Cùng lúc đó, nham thạch trước mặt hắn lại sao động giống như là mặt nước, Lý Trường Thọ tiến vào bên trong, sau đó nham thạch lập tức khôi phục thành bộ dạng ban đầu. Lý Trường Thọ đi mấy bước bên trong hang động lớn này, sau đó phía trước xuất hiện một cái cửa gỗ nhỏ. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rồi tiến vào trong một căn phòng rộng 3 trượng vuông, đi thẳng tới chiếc bàn gỗ, nhẹ nhàng xoay tròn ngọc bài, trận pháp nhỏ bé bên ngoài lập tức biến hóa, các trận pháp khác bên trong căn phòng này liền biến mất hoàn toàn. Bất kể là từ hướng nào, cho dù thiên tiên có muốn tìm kiếm, thì điều kiện tiên quyết đó là phải phá hư trận pháp bên ngoài, rồi mới có thể tìm đến căn mật thất này. Nam nhân mà, rốt cuộc vẫn phải có một chút không gian riêng tư mới được. Trong mật thất có 2 giá sách, phía trên chất đầy những cuốn cổ tịch. Lý Trường Thọ ngồi xuống bàn đọc sách, lấy ra mấy chục tấm da dê nhìn kỹ một lần, lại lấy ra tấm ngọc bài kia. Sau đó nhắm hai mắt lại, trong lòng hắn hiện lên cấu tạo phức tạp của một khối lập thể. Cấu trúc của khối lập thể này giống với những tòa cao ốc trong thành phố kiếp trước của hắn, nhưng tòa cao ốc này thì đặt vào trong Tiểu Quỳnh Phong. Thở phào nhẹ nhàng một cái, đã lâu không gặp, loại cảm giác khiến cho bản thân an toàn một chút này. Ha ha, Lý Trường Thọ khẽ mỉm cười, tắm ở đây cũng không tệ lắm. Không đùa nữa, tiếp tục kiểm tra bố trí của các đại trận thôi. May mắn tu vi Tửu Cửu sư thúc cao thâm mới có thể giúp mình chuẩn bị thực hiện cái ý tưởng đã hơn chục năm này. Lập thể hợp lại tạo nên tổ hợp hình đại trận. Dùng thời gian 2 năm, mượn bàn tay của Tửu Cửu sư thúc, Lý Trường Thọ suy nghĩ với trận pháp chi đạo của chính mình, liều mạng bước tới từng bước. Nhờ sự lý giải của Tửu Cửu sư thúc, nàng đã giúp Lý Trường Thọ bố trí hơn 100 trận pháp lớn nhỏ bên trong đó. Mà những loại trận pháp này có sự liên hệ với nhau, dường như tạo thành một loại trận thế thiên nhiên, bao phủ đan phòng trong vòng 30 dặm. Lý Trường Thọ kết hợp với Tửu Cửu, tương đương với một vị chân tiên vô cùng lợi hại bố trí nên những trận pháp lớn như vậy, không phải thiên tiên thì không thể phá được. Nếu muốn phá giải, phải là một vị chân tiên có lý giải nhất định đối với trận pháp. Nhưng Tửu Cửu chỉ biết một, lại không biết điều thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chủ lưu trận pháp đều lấy các loài tài bảo, linh thạch làm chủ, đặc biệt là các loại bảo vật được luyện chế làm trận cơ. Trận cơ liên thông với nhau, có thể tạo nên các đại trận với những hiệu quả khác nhau. Trận pháp chi đạo bác đại tinh thâm, Lý Trường Thọ cũng biết bản thân mình không nắm giữ nhiều về trận pháp, cũng không quá tinh thâm. Nhưng trong đầu hắn luôn có một số ý tưởng, sau đó nghĩ thông suốt những ý tưởng này, rồi biến chúng dần thành hiện thực. Đại khái vào khoảng 6-70 năm trước, mỗi khi Lý Trường Thọ nhàn hạ thường lấy các loại trận pháp tồn tại trong độ tiên môn ra nghiên cứu. Ngẫu nhiên phát hiện ra, các loại trận pháp của thời Hồng Hoang này hầu như đều bố trí trên một mặt phẳng ngang. Vậy nếu trận pháp được phân bố theo chiều dọc thì sao? Hiệu quả hẳn là giống nhau. Lấy một tòa đại trận hộ sơn làm ví dụ, trận cơ được phân bố dọc, xuất hiện nửa vòng tròn che đậy cũng sẽ xoay tròn 90 độ. Hiển nhiên, phần lớn đại trận hộ sơn đều dùng lực lượng địa mạch, vậy nên không thể nào bố trí trận pháp theo chiều dọc. Nhưng ngoại trừ trận pháp phòng thủ, mê trận, khốn trận, sát trận lại có thể tùy ý thay đổi phương hướng. Trên cơ sở này,
nếu trận cơ phân bố theo đường chéo thì sẽ thế nào? Nếu như ta kết hợp cả hai tòa đại trận này bằng cách cho chúng dùng chung 1/3 trận cơ khi mở ra đại trận theo phương ngang, thì đại trận theo phương dọc đóng lại, khi mở ra đại trận theo phương dọc, thì đại trận theo phương ngang đóng lại, như vậy sẽ tạo thành đại trận hoán đổi. Theo sự tìm tòi không ngừng của Lý Trường Thọ, hắn dần dần giải quyết vấn đề về sự lưu thông linh lực, cũng như vấn đề về tính áp dụng của các loại trận cơ thuộc các trận pháp khác nhau. Mãi đến hôm nay, dùng đại trận phân chia theo phương ngang, trận pháp nơi đây chia thành 3 tầng mà Tửu Cửu chỉ biết được một tầng phía trên cùng. Đó là những trận pháp bao quanh đan phòng, chính là hơn 100 khốn trận và mê trận. Tửu Cửu không hề biết rằng, theo độ sâu trăm trượng của ngọn núi này, còn có trung tầng và hạ tầng. Mà trận cơ chủ yếu thuộc về đại trận của trung tầng và hạ tầng cũng là do Tửu Cửu hỗ trợ chôn xuống. Nhưng đây mới chỉ là trận cơ theo phương ngang, còn các loại trận cơ theo phương dọc, chéo, rất nhiều sát trận ẩn chứa trong đó. Mật thất mà Lý Trường Thọ đang ngồi lúc này chính là trung tâm của tất cả các trận pháp còn lại. Mật thất này chỉ xuất hiện khi một vài tòa trận pháp theo phương ngang và dọc được nghịch chuyển. Muốn đến đây, dù có tu thổ độn đến đại thành, không có ngọc bài và phương pháp khống chế đặc biệt của Lý Trường Thọ, thì chỉ có biện pháp là trực tiếp bổ Tiểu Quỳnh Phong ra. Nếu có một ngày ngọn núi này bị đánh, thì hẳn lúc đó độ tiên môn đã đến thời khắc sinh tử. Mà trước đó, Lý Trường Thọ đã 9 thành 9. Khục, tồn vong cùng môn phái không có ý nghĩa gì, vẫn nên giữ lại thân thể hữu dụng này rồi tìm cách báo thù mới là chính đạo. Tiện thể nói đến, trận cơ tầng dưới cùng có công dụng chủ yếu là hấp thu lực lượng địa mạch. Vì để tránh trường hợp hấp thu quá nhiều lực lượng địa mạch, linh mạch, khiến cho các phong khác phát hiện ra hoặc là bị cao tầng trong tông môn chú ý tới, Lý Trường Thọ đã chủ động tránh hết tất cả các linh mạch, chỉ hấp thu lực lượng đục ngầu, sau đó dùng luân chuyển trận loại bỏ linh khí. Mặc dù làm như vậy sẽ hao tổn một chút uy lực của sát trận, nhưng sẽ an toàn hơn một chút. Nếu như trong môn phái có cao nhân chú ý tới trận pháp bố trí trên Tiểu Quỳnh Phong, thì chỉ cần không mở ra các trận pháp theo phương dọc, chéo, thì cũng chỉ là một ít khốn trận và mê trận, không hề trái với môn quy. Vào thời điểm trước đó, chỉ có thể dùng ngụy trang phổ thông, đây gọi là ngụy trang bị động. Bởi vì hiện tại phòng luyện đan là vô cùng cần thiết, rơi vào đường cùng chỉ có thể bị ép phát huy ngụy trang chủ động đến cực hạn. Phương hướng phát triển sau này, lấy các loại trận cơ phía dưới luyện đan phòng làm trung tâm, chậm rãi mở rộng ra phía ngoài, khiến cho Tiểu Quỳnh Phong trở thành một tòa pháo đài không được chú ý bên trong tiên môn. Cuộc sống chỉ có một lần, mà hồng hoang thì lại rất đặc sắc. Là luyện khí sĩ, chỉ cần cầu trường sinh, hỏi đại đạo, lãnh ngộ 3.000 đại thiên thế giới. Cuối cùng, Lý Trường Thọ xoa xoa đôi bàn tay, cất quyển sách gia cừu và ngọc bài đi, lấy ra mấy cái túi chữ vật, sau đó đổ ra mấy kiện pháp bảo có trong đó. Sau 2 năm, những thu hoạch ngoài ý muốn ở Bắc Câu Lô Châu kia cuối cùng cũng có thể tiến hành kiểm kê. Xem thử tiên nhân Vũ Văn Lang này nghèo đến mức nào. Lý Trường Thọ cười khẽ, lấy ra 2 người giấy hóa thành phân thân, 2 phân thân này cầm lấy 2 cái túi chữ vật, đi vào một góc bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Nửa ngày sau, người giấy trông coi đan lô đã hao gần hết pháp lực, Lý Trường Thọ cũng thu thập xong chiến lợi phẩm, đứng dậy rời khỏi căn mật thất. Trong tay hắn nâng một cái hộp gấm, trong hộp gấm là 2 con giáp trùng đang ngủ say. Nếu hắn đoán không lầm, thứ này hẳn là độc tình, đồ tốt. Lý Trường Thọ tán thưởng một tiếng, đáng tiếc lại tạm thời vô dụng, nhưng ta vẫn nên giữ lại. Nếu về sau nuôi tiên cầm linh thú mà chúng không có hứng sinh sản, thì có thể dùng vật này thúc đẩy một chút, tăng số lượng con non lên, cứu vãn chúng khỏi việc bị tuyệt chủng. Hôm nay là ngày thực hiện ước định hỗ trợ luyện đan. Tửu Cửu ngáp một cái, mặc chiếc đoản sam mà không biết vị sư tỷ tốt bụng nào đã giặt cho, sau đó nàng ngồi lên hồ lô lớn, bay tới phía Tiểu Quỳnh Phong. Thân là chân tiên chủ lực của tông môn, phía sau có thế lực cường đại chống lưng, nàng ngự không mà không cần kiêng kỵ điều gì. Nghĩ đến nơi đâu liền bay thẳng đến đó, ngoại trừ cấm địa thì cũng không có gì hạn chế. Hôm nay là ngày thứ 20 à? Tửu Cửu đếm ngón tay, trong lúc nhất thời có một chút mơ hồ. Trước đây bởi vì nàng theo đuổi sự kích thích, nên đã nếm thử một ngụm thần tiên túy nguyên chất, kết quả là mơ màng ngủ 5-6 ngày. Lúc nàng lên đường cũng không có tản ra tiên thức, cho nên cũng không chú ý một đám mây mù đang bay ở mảng rừng rậm phía dưới. Chờ sau khi Tửu Cửu đến Tiểu Quỳnh Phong, bên trong mây mù hiện ra 2 bóng người,
người bên trái thấp hơn chính là Tử Ô đạo nhân, còn bên phải là một thiếu nữ mới chỉ 16, 17 tuổi. Mặc dù bề ngoài là một thiếu nữ, khuôn mặt mỹ lệ, đường cong là lướt, thể hiện sự căng tràn sức sống, nhưng hai người này cũng đã hơn 2.000 tuổi. Đạo hiệu của thiếu nữ Tử Thi là tứ đồ đệ của Vong Tình Thượng Nhân, đạo lữ là Tử Ô. Tử Ô thường xuyên dùng trọng đồng tam đầu nhện để bí mật quan sát vị tiên tử này. Tử Ô thấp giọng nói, chúng ta làm như vậy cũng không tốt lắm đâu, dù sao nơi này cũng là Tiểu Quỳnh Phong. Sợ cái gì, không phục thì cùng lắm đánh nhau với phong chủ một trận. Thiếu nữ tức giận phản bác lại, sau đó liền nheo cặp mắt hạnh, vừa tỉnh ngủ mà đã chạy đến nơi này, khẳng định là có vấn đề. Có khi nào ngươi nhìn thấy Tử Cửu chịu khó như vậy chưa? Hôm nay ta thực sự phải nhìn xem, Tế Nguyên sư đệ rốt cuộc ba đầu sáu tay thế nào, chưa thành tiên lại có thể khiến Tiểu Cửu của chúng ta đến đây mỗi ngày. Tử Ô lập tức cười khổ, đột nhiên gã nhướng mày nói, nơi đây còn có trận pháp, ta không cảm ứng được khí tức của Tiểu Cửu. Sao phải sợ, trận pháp thì ai mà chẳng học qua rồi. Khóe miệng Tử Thi cong lên, tiện tay nắm lấy cổ áo Tử Ô, không nói hai lời, lập tức ẩn tàng thân hình, khí tức, hóa thành hai cái bóng bay về phía Tiểu Quỳnh Phong. Hai người chúng ta là nửa bước thiên tiên, còn sợ trận pháp của một kẻ chưa thành tiên sao? Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 27, hư, tiểu trận còn con. Thi Thi, sư tỷ, ta nói phu nhân này, chúng ta đi rình mò vậy thực sự không tưởng tượng nổi, không bằng đến gặp trực tiếp, hỏi thẳng không được sao? Trong rừng Tiểu Quỳnh Phong, hai cái bóng đột nhiên dừng lại, hiện ra hai đạo nhân ảnh một cao một thấp, hai người vẫn như cũ vận chuyển thuật pháp ẩn giấu tiên thức dò xét. Tử Ô đứng trước người đạo lữ cao hơn mình một đoạn, tận tình khuyên bảo, Tiểu Cửu đã trưởng thành, chúng ta không thể ép nàng ở bên cạnh được nữa. Dù sao thì nàng cũng đã là tiên nhân được 962 tuổi 6 tháng 15 ngày rồi, cũng không phải là hài tử nữa. Tử Thi bị đạo lữ nhà mình ngăn lại, khẽ nói, gặp hỏi thì được cái gì? Loại chuyện này, đương nhiên phải len lén đi rình mới có thể nhìn thấy tình hình thực tế. Ngươi quên chuyện Tiểu Lục và Tiểu Thất sao, chúng ta làm sao phát hiện ra? Nếu như không phải bắt bọn họ ngay trên giường, khẳng định hiện tại có chết cũng không thừa nhận. Mau tránh ra, kẻo lại bại lộ tung tích. Dậm chân một cái, đầu ngón tay Tử Thi bắt lấy cổ áo Tử Ô, nhấc Tử Ô lên. Thân hình hai người hóa thành hai cái bóng một lần nữa, biến mất trong rừng. Tử Ô chỉ có thể cười khổ một trận, dù gã tự xưng túc trí đa mưu, nhưng trước mặt nữ nhân mà mình yêu thương, nửa điểm chiêu số cũng không xài được. Nhưng mà, lần này bọn họ tiềm hành còn chưa đủ trăm trượng, không thể không dừng lại một lần nữa. Thân hình của hai người xuất hiện ở một chỗ trên ngọn gốc đại thụ, quan sát tỉ mỉ phía trước. Trận pháp này bố trí rất xảo diệu. Tử Ô tán dương, ngay rìa trận pháp và xung quanh gần như hoàn toàn tương dung, cũng chỉ tại góc viền xử lý không đủ tinh tế, cho nên mới bại lộ một chút linh lực ba động. Ừm, Tử Thi nhìn phía dưới, hai chùm tóc dài trên trán kết thành bím tóc nhỏ nhẹ nhàng đung đưa. Nàng cẩn thận nhìn vài lần, sau đó lơ đễnh nói, chỉ là mê tung loạn thần trận, há có thể làm gì được ngươi và ta. Đi, vào trận, xem mặt mũi của ngươi, chắc là không muốn. Buổi tối có còn muốn lên giường ngủ, hay không? Nghe uy hiếp như vậy, Tử Ô cấp tốc thua trận, vội nói, muốn, muốn, đương nhiên là muốn, Thi Thi ngươi hiếm khi xuất quan một lần. Thôi, ta đi trước, xảy ra chuyện ta sẽ đảm đương. Tử Ô thở dài, khuất phục dưới dâm uy của Tử Thi trong nháy mắt, nhảy xuống trước từ trên cây, chắp tay sau lưng đi tới phía trước, có một chút không yên lòng quét nhìn khắp nơi. Bây giờ y không phải nghĩ có thể phá trận hay không, kỳ thật cũng không để trận pháp ở Tiểu Quỳnh Phong này vào trong mắt. Dù sao Tiểu Quỳnh Phong cũng không có tiên nhân, bố trí ra trận pháp có thể lợi hại bao nhiêu chứ. Bây giờ y đang nghĩ chính là, vạn nhất lỡ cắt ngang chuyện đang làm giữa Tiểu Cửu và Tề Nguyên sư đệ. Tình cảnh khẳng định sẽ rất xấu hổ. Nhất là, Tề Nguyên sư đệ tám thành là không qua được cửa thiên kiếp này, tiểu sư muội nhà mình chẳng lẽ vừa tìm được đạo lữ, liền phải thủ tiết. Phải làm sao mới ổn đây? Đi nhanh một chút. Tử Thi ở phía sau thúc giục, lê ma lê mề như vậy, chúng ta chạy tới thì trễ mất. Đừng vội, phải tìm được cửa ra trận pháp đã. Tử Ô rất nhanh suy tính ra sinh môn trận pháp này,
mang theo tử thi rất nhanh đi ra đạo mê trận thứ nhất. Nhưng sau đó, Tửu Ô dừng chân lại, giơ tay trái lên, ra thế dừng bước lại. Ồ, còn là liên hoàn trận. Tửu Ô lập tức vui vẻ, sơ cằm tán thưởng không thôi, mặc dù trước sau đều là mê trận đơn giản, nhưng có thể bố trí ra liên hoàn trận, trạo nghệ người bày trận này cũng xem như không tệ. Dài dòng, tử thi hừ một tiếng, đi lên hai bước vượt qua trước người sư đệ mình. Tiên thức tràn ra, nàng cấp tốc tìm ra cửa ra trận pháp này, nói, đi nhanh. Tửu Ô bất đắc dĩ cười một tiếng, đi theo sau lưng đạo lữ kiêm sư tỷ nhà mình, đáy lòng như cũ suy nghĩ nếu quả thật phá vỡ chuyện này, y phải làm thế nào. Cùng lúc đó, cách hơn 10 dặm bên ngoài đan phòng. Sửa soạn độc thảo linh dược trước mặt xong, Lý Trường Thọ hơi nhíu lông mày, bất động thanh sắc nhìn Tửu Cửu đang ngồi thẳng điều tức, trong đáy lòng suy nghĩ, vẫn không nói gì. Bên cạnh Tửu Ô sư bá, hẳn là một trong 9 tử tiên. Vừa vặn, hai vị này có thể giúp hắn kiểm nghiệm hiệu quả mê trận bên ngoài. Tửu sư thúc, bắt đầu ở đây sao? Còn phải đợi một lát. Lý Trường Thọ cười nói, nếu sau khi Tửu sư thúc trở về Phá Thiên Phong, có người hỏi sư thúc thời gian qua làm gì ở đây, sư thúc nói rõ sự thật nơi đây cũng được. Chỉ là, trận pháp cụ thể và số lượng trận pháp nơi đây, tốt nhất vẫn là bảo mật thay cho đệ tử. Yên tâm, đạo lý này ta hiểu. Tửu Cửu dùng sức vỗ ngực một cái, lại một trận kinh đào hải lãng, bản sư thúc cũng không phải loại người lấy được chỗ tốt mà không chịu làm việc. Vừa rồi ngươi hiếu kính nhiều giai nhân mị như vậy, ta cam đoan thủ khẩu như bình. Lý Trường Thọ mỉm cười, tiếp tục điều chỉnh tỷ lệ các loại dược thảo. Dung tiên đan, rốt cuộc cũng sắp khai lò. Bất quá, còn phải chờ hai vị chân tiên bên ngoài rời, đi mới được. Trong rừng, sau khi hai vị chân tiên lót chữ tửu vào trận nửa canh giờ, ngươi mau tới phá trận. Tửu thi nói thầm một câu, ta chủ tu luyện khí, ở trên phương diện trận pháp thủy chung không sánh bằng ngươi và tam sư huynh được. Tửu Ô bình tĩnh cười một tiếng, chắp tay sau lưng đi đến phía trước người yêu, khi khái nói, theo sát ta. Trận này tên là Linh Càn Lục Chuyển Trận, cơ sở kỳ thật cũng là mê trận, chỉ là sinh môn bố trí tương đối cổ quái mà thôi, sinh môn ở phía trên. Còn chưa nói xong, Tửu Ô đã tìm được lối ra trận pháp, mang theo tử thi cùng nhảy lên, xâm nhập vào một trận pháp khác. Quanh thân lập tức nghịch chuyển trên dưới, lại sau nửa canh giờ. Kỳ quái, chúng ta giống như đã đi một vòng vậy. Sắc mặt của Tửu Ô dần dần trở nên ngưng trọng, bấm ngón tay suy tính, vừa rồi chúng ta đi qua 24 trận nối liền nhau. Nhưng 24 tiểu trận liên hoàn lại tương đương cấu thành một đại trận che giấu, dựa vào chỉ dẫn sinh môn, lại mang chúng ta trở về chỗ cũ. Như vậy phương pháp bày trận mặc dù có một chút gặp may, không được cao minh, nhưng lại vô cùng thú vị. Vô cùng thú vị. Tử thi dùng một tay nâng trán, phàn nàn nói, có phá giải được không? Nãy giờ ngươi cũng đã nói 3, 4 lần rồi. Khục, Tửu Ô hắng giọng một cái, thôi được, bần đạo phải nghiêm túc hơn mới được, đi theo ta. Lập tức, gã trở tay nắm chặt đạo lữ mình, bước nhanh vào mê trận một lần nữa, thân hình hai người cấp tốc biến mất trong rừng rậm. Lại một canh giờ sau, chuyện này không có đạo lý, chuyện này không đúng. Tửu Ô xếp bằng ở một chỗ đất trống lá rụng đầy đất, hai tay không ngừng bấm đốt ngón tay. Tửu thi sờ qua sờ lại cái cằm xinh đẹp trơn bóng hơi nhọn của mình, trong miệng không tuyệt vọng đọc lại một ít khẩu quyết trận pháp mà mình biết, nhưng giờ phút này cũng không giúp được gì. Vấn đề lúc này đã không còn là mau chóng tìm được Tửu Cửu bên trong đại trận nữa. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là bọn họ đã lạc mất phương hướng trong liên hoàn trận rồi. Dù là bay thẳng lên trên, bò xuống phía dưới, đều sẽ tiến vào một mê trận khác. Vòng đi vòng lại, nghĩ lui nghĩ tới cũng không tìm được đường ra. Tửu thi nói, nếu không, chúng ta đánh phá tòa đại trận này đi. Không được, chúng ta tới bắt người nên không được manh động. Tửu Ô cười khổ nói, lại nói, chuyện này nếu truyền đi, phu phụ chúng ta bị vây ở một nơi thuộc Tiểu Quỳnh Phong mà không có tiên nhân tọa trấn, mặt mũi chúng ta để đâu chứ? Tửu thi phàn nàn nói, ngươi không phải am hiểu trận pháp sao? Những thứ này xác thực đều là trận pháp cơ sở, nhưng liên hoàn trận không có phương pháp phá giải cố định, chỉ có thể không ngừng tìm tòi phá giải, hoặc là tìm sơ hở giữa trận pháp và trận pháp. Nhưng người bố trí trận pháp nơi đây che giấu sơ hở quả thật quá hoàn mỹ. Tửu Ô vỗ trán một cái, đi, ta nghĩ ra một phương pháp phá trận, thử lại lần nữa. Thế là, lại một canh giờ sau, cộc, cách mặt đất, 5 thước,
một cái trán bằng phẳng, không ngừng đụng vào thân một gốc đại thụ. Vị đạo nhân hơi thấp này, vành mắt lõm vào phía trong, cặp mắt bình thường sáng ngời có thần giờ phút này tràn đầy u ám. Đạo bào màu nâu trên người dính một ít cỏ khô lá rụng, khí tức toàn thân uể oải. Y lại dùng cái trán đụng vào thân cây, trong miệng phát ra hai tiếng cười lạnh ha ha, lẩm bẩm nói, giả sao, trận pháp chi đạo bần đạo lĩnh hội trước đó đều là giả. Nguyên lai trận pháp cơ sở mới có thể tạo thành mê trận và khốn trận cao minh nhất, nguyên lai bần đạo đã đi lầm đường lâu như vậy. Đạo của bần đạo có phải cũng đi nhầm hay không? Vô vi kinh cũng là sai lầm sao? Ha ha! Nguyên lai bần đạo chỉ là loại chân tiên bình thường, ha ha! Tử thi ở bên cạnh chân tay luống cuống, không biết nên nói cái gì, vội vàng quỳ một chân trên đất, thuận thế ôm đạo lữ của mình. Sư đệ ngươi không nên làm ta sợ, chúng ta đánh vỡ đại trận là được. Không nên, tuyệt đối không nên, người có thể bố trí ra loại đại trận này, làm sao lại không phòng bị loại phá trận trực tiếp, nói không chừng sẽ lập tức biến thành sát trận. Sư tỷ, bờ môi của Tử Ô run lên, ngẩng đầu nhìn vị tiên tử mỹ lệ làm rung động lòng người trước mắt, đau thương cười một tiếng. Nguyên lai ta vẫn luôn không xứng với ngươi. Tử thi vội vàng ôm sát Tử Ô, ngươi đừng nói lời này, chúng ta đã lập lời thề đại đạo, vĩnh viễn không xa nhau. Ta thật không xứng với. Hưu, một cơn gió nhẹ thổi qua, trong rừng đột nhiên dày đặc xương trắng, nhưng những xương trắng này phi tốc biến mất. Đồng thời, hai người nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm đối thoại, Tử sư thúc, chúng ta bắt đầu diễn luyện một lần đi, sau đó ta bỏ hai vị dược thảo này vào trong lò. Sư thúc liền. Ừm, không vấn đề. Tử Ô và Tử Thi liếc nhìn nhau, Tử Thi lập tức thi triển thuật pháp, hai người biến thành hai cái bóng, phi độn đến hướng âm thanh truyền ra. Rất nhanh, hai người phát hiện ra, nguyên lai vừa rồi Tử Cửu chỉ cách vị trí muốn tìm trăm trượng ngắn ngủi. Trốn sau một gốc đại thụ, hai người lặng lẽ nghe lén, nhìn về phía phòng luyện đan. Lúc này bởi vì sắp khai lò luyện đan, cửa sổ hai bên đan phòng đều mở ra, ngay góc Tử Ô vừa vặn có thể nhìn thấy, Lý Trường Thọ và Tử Cửu đang đứng trước lò luyện đan thương lượng gì đó. Bất chi bất giác đã gần hoàng hôn, một sợi nắng ngã về phía tây xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu lên người Tử Cửu. Nàng hai chắp tay sau lưng, mũi chân trái nhón lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cẩn thận lắng nghe thân ảnh thon dài trước mặt giảng giải kỹ càng trình tự luyện đan. Ánh nắng xuyên qua rơi vào trên vai làm lọn tóc nàng sáng lên, da thịt cũng ánh lên màu hồng, cặp mắt càng trong suốt giống như sao trời. Cái cổ dài nhỏ, xương quai xanh nổi bật lên, áo gai đoản sam mộc mạc cơ hồ không che giấu được bộ ngực lớn. Bởi vì quần áo bị căng lên mà như ẩn như hiện eo nhỏ, dưới váy ngắn là đôi chân ngọc nhỏ thon, dài tinh tế. Toàn thân da thịt trắng nõn không tì vết, lộ ra một cỗ đẹp đẽ linh lung khó kiềm chế được. Mà bên cạnh nàng là một nam nhân thân mặc trường bào màu xanh thẳm, tóc dài buộc quấn lên. Tử Ô lộ vẻ mặt không hiểu nhỏ giọng thầm thì một câu, Trường Thọ sư điệt. Trận pháp nơi này hẳn là, y còn chưa nói hết, miệng lập tức bị một đầu ngón tay che lại. Xuyệt, Tử Thi ở bên cạnh nói nhỏ, đi, trở về rồi hãy nói, đừng quấy rầy bọn họ. Tử Ô lập tức có một chút không hiểu, giờ chúng ta rời đi sao? Không rời đi bây giờ thì lúc nào? Rất tuấn tú nha, vị tiểu bối này, nhìn cũng rất đáng tin, dù tu vi mới chỉ là cảnh giới phản hư. Chuyện này cũng không thành vấn đề. Tử Thi mỉm cười, lôi kéo Tử Ô bắt đầu thi triển thuật tiềm hành. Vừa lúc, một chiếc lá cây xanh nhạt rời khỏi cây, lảo đảo rơi xuống đỉnh đầu Tử Ô, cuối cùng cũng đi. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi ở trong lòng, mở ra đại trận quanh người một lần nữa, lại kiểm tra đại trận các nơi mấy lần. Còn may, không có bại lộ gì. Hiệu quả khốn trận tốt ngoài ý liệu, mà bản thân khốn trận cũng truyền ra ngoài tin tức kẻ xông vào trận, cũng phù hợp với mong muốn vốn có của hắn. Bắt đầu luyện đan đi. Hắn nói một câu xong, sau đó quay người đi về hướng đất trống bên cạnh, lấy ra túi đánh dấu huyền thập nhất, vẩy ra trước người, một đống vật rơi trên mặt đất. Tạo hình cùng loại với quần áo du hành vũ trụ, có thể thừa nhận phần lớn sự ăn mòn của chất độc mãnh liệt, bùa hộ mệnh, thuốc giải độc, kẹp và nhíp chống ăn mòn, hộp đựng có hình dạng kỳ lạ. Những thứ này là gì? Tử Cửu buồn bực hỏi một câu. Một ít thứ cần phải chuẩn bị khi luyện độc đan. Lý Trường Thọ cười nói một câu, ta cũng chuẩn bị cho sư thúc một phần, mau mặc vào đi. Mặc dù tiên lực của sư thúc hùng hậu, nhưng loại độc này vô khổng bất nhập, vẫn cẩn thận thì hơn. Tốt,
tiểu sư điệt vẫn luôn suy nghĩ cho bản sư thúc. Từ Cửu nháy mắt mấy cái, tràn đầy tò mò tiến tới từ bên cạnh. Chương 28, dạ đàm cùng lão phụ thân. Ôi, cái lương già của bần đạo, quả nhiên, phục vụ nương tử mà không dùng tiên lực gia trì thì dù là thân thể chân tiên cũng không chịu được. Ta cũng không phải là đi theo con đường luyện thể. Nhưng chuyện ấy nếu dùng tiên lực thì lại mất đi nhiều điểm thú vị. Quả nhiên là lựa chọn rất khó khăn. Từ Ô ôm lưng lảo đảo lê thân thể cao mét rưỡi của mình đi về nơi ở, tiên lực của lão hơi vận chuyển và ngay lập tức xua tan cảm giác mệt mỏi. Hiện tại đã là thời điểm 3 ngày sau khi lão và Tử Thi trở về từ Tiểu Quỳnh Phong. Vừa mới đưa đạo lữ của mình trở về nơi bế quan, mặc dù vị đạo nhân thấp lùn này mệt mỏi không chịu nổi nhưng trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ thỏa mãn, tinh thần thoải mái. Đúng lúc này, một chiếc hồ lô lớn hạ xuống từ trên trời. Tinh thần của Tử Ô lập tức chấn động, lão chắp hai tay sau lưng, khôi phục bộ dáng đàng hoàng chững. Trạc Thường ngay, cất cao giọng nói, Tiểu Cửu à, đến chỗ sư huynh một chút nào. Sư huynh, muội cũng đang muốn tìm huynh đây, muội cầm về thứ huynh muốn. Oáp. Trên hồ lô lớn, Từ Cửu nghiêng đầu ngó xuống, nàng không nhịn được che miệng ngáp một cái, tinh thần có vẻ mệt mỏi héo hon. Hồ lô lớn chuyển hướng hạ xuống trước cửa nhà Tử Ô. Sư huynh muội bọn họ gồm 9 người đều là những tiên nhân có tư chất xuất chúng, tu vi trong cùng thế hệ đều là những tồn tại xếp hàng đầu. Trừ Từ Cửu, mỗi người trong bọn họ đều phát triển thêm nghề phụ. Tử Thi chuyên luyện khí rèn bảo, Tử Ô giỏi cất rượu luyện đan. Cho nên trong lầu các của Tử Ô, ở tầng dưới cùng đều chất đống vò rượu, khắp các ngóc ngách bày biện tràn đầy đan lô và tài liệu luyện đan. Hiển nhiên, thói quen bừa bộn không thích thu dọn của Tử Cửu được học tập từ chính nơi này, chỉ là phát huy mạnh hơn một chút. Tử Cửu ngáp tiếp một cái nữa, đi thẳng vào nhà tự nhiên thoải mái như ở phòng mình. Nàng ngồi xuống bên cạnh một cái bàn tròn, ném cái lồng nhỏ đang cầm trong tay cho Tử Ô. Sư huynh, đây là nhện con mà huynh yêu cầu, lần này đừng có mà nuôi chết nữa đấy. Suốt ngày bắt muội phải đi năn nỉ xin xỏ một kẻ vãn bối, huynh không cảm thấy xấu hổ sao? Thật hiếm thấy, muội còn không quên chuyện này. Tốt quá, tốt quá. Tử Ô mở miếng vải đen che lồng gỗ ra rồi ghé mắt nhìn, mặt mày lão lập tức trở nên hớn hở. Trong lồng này là một cặp nhện bị nhốt, mỗi con có 3 cái đầu giống như 3 chiếc bánh bao, trên đó mọc nhiều mắt nhện. Từ Cửu tỏ vẻ mệt mỏi lại ngáp một cái, sư huynh còn việc gì nữa không, nếu không muội trở về đây. Chờ một chút, ta tìm mấy thứ đầu. Từ Ô lạch bạch chạy vào trong kiếm chỗ thoáng mát treo lồng nhện lên, rồi lại quay người chạy đến chỗ giá sách. Mặt mũi Từ Cửu tràn đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc nằm nhoài trên bàn. Sư huynh muốn làm gì, hiện tại muội mệt mỏi quá, muốn trở về uống chút gì đó rồi lăn ra ngủ mấy ngày. Mệt. Bên cạnh một giá sách, Tử Ô nghiêng đầu lại nhìn kỹ mắt Tử Cửu. Lão chợt nhớ tới mình bây giờ còn không có cách nào nhìn thấu tu vi của tiểu sư muội, chứ đừng nói là nhìn thấu tình trạng thân thể của nàng. Nhưng nghĩ đến trước đây, lúc mình nhìn thấy tình hình trong phòng luyện đan kia, trong đáy lòng Tử Ô lập tức thở dài ảo não, toát ra vẻ bi thương của một lão cha già. Thôi, con gái lớn rồi không giữ được. Ở dưới tập tục đạo lữ đồng môn đang thịnh hành, tiểu sư muội của mình cuối cùng cũng chạy không thoát khỏi xu thế ấy. Tập tục này từ đâu mà đến? Chuyện này phải xem lại từ thế hệ thiên tiên trước đây, mười mấy vị nguyên lão trong độ tiên môn thì đã có 4 cặp phu thê đạo lữ. Ân ân ái ái từ trên xuống dưới, từ trưởng lão đến đệ tử đều theo trào lưu tìm kiếm đạo lữ trong môn, cũng không có ai có ý kiến gì. Từ Cửu nằm bẹp trên bàn kia cũng bất đắc dĩ thở dài, nghĩ đến đoạn thời gian mấy ngày nay bồi tiếp. Vị sư điệt nào đó luyện độc đan, mặc dù rất thú vị, cũng rất mới lạ, hơn nữa vị sư điệt nào đó cũng cho chính mình khá nhiều chỗ tốt, còn chia cho nàng rất nhiều độc đan có thể hạ độc cả chân tiên. Nhưng liên tục mấy ngày tinh thần luôn phải căng cứng không thể thư giãn, đối với nàng, quả thực có phần hao tổn tâm thần. Trước đây cũng chưa có lần nào cảm thấy mệt mỏi như vậy. Từ Cửu vừa thở dài vừa lầm bầm nói, rõ ràng chỉ là một kẻ cảnh giới phần hư, lại có thể dày vò ta lâu như vậy, thật quá mệt mỏi. Đương, ngọc bài trong tay Tử Ô không cẩn thận rớt bẹt xuống mặt đất. Vị đạo nhân thấp lùn này ngửa đầu thở dài, hai mắt hơi ươn ướt. Tiểu Cửu đã thật sự trưởng thành rồi. Chính mình bao năm nay kiêm nhiệm một nửa sư huynh nửa như phụ thân, cuối cùng cũng phải thả cho nàng đi hưởng thụ niềm vui trong sinh hoạt tu đạo. Thu ngọc bài trở lại trong tay,
Từ Ô nhìn mấy chữ viết trên đó, trận pháp tổng cương vong tình tán nhân. Tiện tay lấy thêm hai khối ngọc bài trong xó xỉnh giá sách, lúc này Từ Ô mới quay người đi tới chỗ Tiểu Cửu. Tiểu Cửu, giúp ta mấy thứ này mang cho Trường Thọ sư điệt nhé. Từ Ô dùng tiên lực đưa ngọc bài đến trước mặt Từ Ô, dùng giọng trầm ấm nói, đây là tổng cương trận pháp cơ sở của sư phụ. Còn đây là những tâm đắc nhất của ta và Tam sư huynh nhiều năm nghiên cứu trận pháp rút ra. Tiểu Cửu tiếp nhận ngọc bài, tiện tay ném vào trong pháp khí chữ vật, buồn bực nói, sư huynh, sao huynh đột nhiên để ý đến Tiểu Thọ Thọ như vậy? Tiểu Thọ Thọ, đây không phải là cách xưng hô của chính mình cùng với Tiểu Thi Thi lúc mới yêu hay sao? Từ Ô ngửa đầu hít vào một hơi, lại lộ ra nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng nói, lần trước đã gặp hắn ở Bắc Châu, cảm thấy Trường Thọ sư điệt là một tiểu bối có vẻ ổn trọng thú vị. Đúng rồi, tứ sư tỷ luyện chế ra mấy món quần áo mới cho muội này. Vừa nói, Từ Ô vừa lấy một túi chữ vật đưa tới tay Tiểu Cửu. Trong này còn có một ít son phấn bột nước dùng cho nữ tử, cùng với mấy món đồ trang sức. Nếu tiểu muội thích thì cứ nói để sư tỷ luyện thêm cho. Quần áo cái gì? Từ Ô cầm túi chữ vật tiện tay luyện hóa sau đó mở ra. Nàng lấy từ trong đó ra một cái váy lụa dài, mặt Tiểu Cửu lập tức sạm lại, sư huynh, khi nào muội đã từng mặc loại đồ này? Khục, chớ trách sư huynh ta lắm miệng, sư muội mặc dù xinh đẹp trời sinh, nhưng cũng nên trang điểm một chút. À đúng rồi, sư muội và Trường Thọ sư điệt bắt đầu trong 2 năm này đúng không? 2 năm này, bắt đầu. Tiểu Cửu quét mắt nhìn Tử Ô, đột nhiên chề môi nhíu mày, nàng cầm váy áo nhét trở lại túi chữ vật, giờ khóc giờ cười hỏi ngược lại. Không phải hai người sư huynh sư tỷ tưởng muội và Tiểu Thọ Thọ có tình ý qua lại với nhau đấy chứ? Từ Ô lập tức ngẩn ra, không có tình ý gì sao? Xùy. Từ Cửu bĩu môi nói, huynh tưởng sư muội là loại người nào? Là loại có thể hạ thủ với sư điệt vãn bối như vậy sao? Chuyện trâu già gặm cỏ non này muội không làm được. Từ Ô trợn mắt ngơ ngác hỏi, vậy 2 năm qua muội không có việc gì sao lại liên tục đến Tiểu Quỳnh Phong vậy? Hỗ trợ bố trí trận pháp. Từ Cửu phất phất tay tỉnh bơ đáp lời, muội bị phạt cấm uống rượu 3 năm, chỗ Lý sư điệt có một số đồ uống có thể thay thế rượu rất tốt. Để báo đáp lại, muội phải giúp hắn bố trí trận pháp. Từ Ô trợn tròn hai mắt, trận pháp ở Tiểu Quỳnh Phong là do sư muội bố trí. Không sai, tự tay muội làm. Từ Cửu hấp háy mắt tỏ vẻ đắc ý, nhưng rất nhanh sau đó, nàng liền nói rõ sự thật. Sư huynh thừa biết muội không có hứng thú đối với trận pháp mà. Là Trường Thọ, hắn chỉ cho muội đem thứ gì đặt ở địa phương nào. Sau đó tại thời điểm trận pháp sắp thành hình, muội lại phụ trách trấn áp linh khí phun trào ra. Nhưng mà, khoảng thời gian này đã không cần phải đi bố trí trận pháp nữa. Muội cũng chẳng thể lấy không đồ vật của hắn, cho nên mấy ngày nay phải giúp hắn luyện chế một ít đan dược. Sư huynh, ngũ sư huynh sao vậy? Biểu tình sao lại kỳ quái thế? Thì ra là vậy. Từ Ô như bừng tỉnh đại ngộ, đứng dậy đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm, thì ra người bố trí liên hoàn trận kia vốn chưa thành tiên. Nhưng mà lại sử dụng toàn là mê trận và khốn trận đơn giản giống như kiểu bố trí của người chưa thành tiên. Thành công lừa gạt được người khác, lấy mưu mô của mình, mượn thủ đoạn của người, lại có tư tưởng như vậy. Hay, tuyệt hay. Kẻ Lý Trường Thọ này, mặc dù tư chất không được gọi là đỉnh cao, nhưng mới nhập môn 100 năm mà đã tu đến cảnh giới phản hư cũng tạm coi là tiêu chuẩn hạng trung thượng. Nếu như tiến hành bồi dưỡng, thành tiên không phải là vấn đề, là một tài năng có thể đào tạo được. Bên cạnh lão, Tử Cửu lại ngáp một cái rồi yên lặng đứng dậy, cúi đầu khom người, buông thõng cánh tay lết ra phía cửa. Sư huynh, muội về nghỉ ngơi đây, luyện đan gì đó mệt mỏi quá. Ấy ấy, Tiểu Cửu, 3 khối ngọc bài mà vừa rồi ta đưa cho muội kia. Từ Ô vội vàng nói, hay là trả lại cho ta đi, thứ đó là bảo vật của nhất mạch chúng ta, không thể tùy tiện truyền ra ngoài được. Chỉ là một chút tâm đắc mà thôi, bảo vật gì chứ, không nên hẹp hòi. Từ Cửu trợn mắt một cái, tiện tay ném ra 2 cái bình sứ. Coi như muội làm chủ, dùng độc đan do Tiểu Thọ Thọ luyện chế đổi lấy một chút tâm đắc tu hành này của huynh. Được chứ, đây chính là độc đan có thể đánh ngã chân tiên đấy. Cũng có một phần cố gắng luyện chế của muội nữa đó. Nhưng mà Tiểu Cửu, đó cũng không phải là tâm đắc phổ thông đâu. Hừ, độc đan. Tử Ô giơ tay tiếp bình sứ, nhíu mắt nhìn.
Tử Cửu thì đã thừa dịp này quay người bay ra khỏi lầu nhỏ, trở về chỗ ở của mình, lại mở đại trận bên ngoài ra. Tử Ô nhìn thấy thế không nhịn được bật cười ha hả nói với theo, Cửu sư muội muốn đưa cho Lý Trường Thọ cũng không sao, dù sao hắn cũng là đệ tử bản môn. Nói xong, Tử Ô phát ra mấy đạo tiên lực bao phủ quanh mình, lại đưa bình sứ cách ra xa mấy trượng rồi mở bình sứ từ xa. Sau khi mở thì phát hiện ra trong hai bình sứ đều có ba viên dược hoàn màu đỏ thắm, tản ra một mùi thơm ngát. Lại là hủ cốt thực tâm đan và hóa hồn đoạt mệnh hoàn. Phẩm chất cũng không tệ, tuy là độc đan nhưng cũng là tiên đan chân chính. Thứ này cũng dựa vào hỗ trợ của Tiểu Cửu luyện chế ra. Kẻ Lý Trường Thọ này đúng là rất thú vị. Tử Ô không khỏi bật cười khe khẽ. Đột nhiên lão nhìn thấy trên bình sứ có thứ gì đó, liền thu bình sứ lại gần, mắt nhìn kỹ thân bình. Trên đó viết hai hàng chữ nhỏ, hai cái bình sứ nối lại vừa vặn đủ một câu. Tiên lộ nan đắc tam phân u, bất thượng hư hoa quân tử định. Đạo nhân thấp lùn cầm bình sứ trầm ngâm một hồi lâu rồi nhanh chóng lộ ra nụ cười mỉm. Tiểu tử này, trước đây quả nhiên đã phát hiện ra ta và Thi Thi, cho nên mới cố ý cởi bỏ đại trận. Hai câu này có ý tứ giải thích hắn và Tiểu Cửu chỉ là bằng hữu quân tử chi giao, bảo mình không cần phải lo lắng. Không đúng, hắn có thể tính toán tới mức biết được hai cái bình sứ này cuối cùng sẽ rơi vào tay ta hoặc Thi Thi. Tiểu Cửu chắc chắn sẽ không chú ý chữ trên bình, chú ý tới thì cũng sẽ không quan tâm, hiển nhiên là để cho chúng ta xem. Hơn nữa chữ này mới dùng pháp lực viết lên cách đây không lâu, còn lưu lại một chút vết tích. Nói bóng gió là hắn muốn bần đạo lờ đi, xem như chưa phát hiện ra rằng hắn là một kẻ không tầm thường. Vị đạo nhân thấp lùn này thu hồi bình sứ, chắp tay sau lưng đi tới bên cạnh bàn tròn, lão sờ tay lên cằm, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Tử Ô nhớ tới thời điểm ở Bắc Châu, lúc tìm được tung tích của Lý Trường Thọ và Hữu Cầm Huyền Nhã, trong phạm vi trăm dặm, lão ngẫu nhiên phát hiện ra bố trí dày đặc. Tử Ô ngẩng đầu nhìn lồng gỗ mình đang treo ở chỗ thoáng mát. Loại nhện ma này vô cùng khó nuôi, thế mà bên kia lại có nhiều tổ đang không ngừng sinh sôi. Lại thêm mấy ngày nay xuất hiện liên hoàn trận và độc đan. Tử Ô khẽ thở dài than, thật là một tiểu bối lợi hại, không hiển sơn không lộ thủy, thậm chí trước khi đi Bắc Châu. Trong môn cũng không có mấy người nghe qua tên tuổi của ngươi, ở trong xếp hạng thế hệ trẻ tuổi cũng không có một chút tung tích nào của ngươi. Ngươi hẳn là không muốn bị người chú ý, muốn tránh né yên ổn tĩnh tu. Bản sư bá vốn cũng không muốn quấy rầy ngươi, nhưng thân kiêm nhiệm chức chấp sự độ tiên môn, dù sao cũng không quá yên tâm về ngươi. Hả? Tam phần u, quân tử định. Ngươi định thời điểm giờ hợi ba khắc gặp nhau. Sừng sốt một chút, Tử Ô lập tức không nhịn được cười phá lên. Giờ hợi ba khắc, Tử Ô điều khiển một đám mây trắng, bay đến trên Tiểu Quỳnh Phong. Lúc này, trận pháp xung quanh phòng luyện đan đã đóng. Trước cửa đan phòng có một thân ảnh cao giáo chắp tay hành lễ với Tử Ô từ xa xa. Tử Ô lập tức cười đến híp cả mắt, hạ mây đi xuống. Lão còn chưa vào phòng đã có thể ngửi được mùi rượu nồng đậm. Lý Trường Thọ chắp tay hành lễ, đệ tử bái kiến sư bá. Hay cho người. Quân tử định, tam phần u. Tử Ô vừa cười vừa lắc đầu, khẽ thở dài, ngươi không sợ bần đạo không đến mà trực tiếp bắt ngươi đi chấp sự đường trách tội. Chuyện này, Lý Trường Thọ vẫn giữ tư thế chắp tay hành lễ, chậm rãi đáp, kỳ thật trong lòng đệ tử cũng không chắc chắn. Từ khi gặp được sư bá ở Bắc Châu, biết sư bá sẽ lo lắng việc này nhưng cũng biết sư bá đức cao vọng trọng, tuyệt đối sẽ không làm khó tiểu bối trong môn. Huống chi, đệ tử chỉ là không muốn gây sự chú ý với người khác, tuyệt đối không hài lòng đối với độ tiên môn. Thân là đệ tử độ tiên môn, hành xử đúng mực đi đứng trang nghiêm, cây ngay không sợ chết đứng. Trước hết xin mời sư bá đi vào nghỉ ngơi. Đệ tử biết sư bá chính là cao thủ luyện chế, nên đã bảo sư muội làm mấy phần rượu thịt, cả gan mời sư bá nếm thử rượu đệ tử tự tay chưng cất. Sư bá nếu có nghi hoặc gì thì tối nay cứ việc đặt câu hỏi, đệ tử sẽ tuyệt đối nói rõ sự thật. Tất cả chỉ để xua tan lo nghĩ trong lòng sư bá, khiến cho đệ tử có thể an ổn tu hành như ngày xưa. Tử Ô mỉm cười gật đầu, chắp tay sau lưng đi vào bên trong đan phòng. Ở một chỗ bên bệ cửa sổ, dưới ánh trăng trong ngần, một cái bàn thấp bày đầy cao lương mỹ vị, bên trong một cái chén dạ quang đã đổ đầy rượu ngon. Đó chính là rượu Hằng Hà Thủy Lão Bạch Can do Tử Cửu trưng cất, đã bị Lý Trường Thọ mở ra một vò nhỏ.
Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 29, phương pháp thứ hai giúp sư phụ độ kiếp. Trăng rơi trên núi, chén đĩa lộn xộn. Lý Trường Thọ đứng trước đan phòng, nhìn chăm chú về phương hướng Tử Ô rời đi, nụ cười trên mặt dần dần rút đi. Tạm thời xem như đã ổn định được vị sư bá này. Từ ngày ở Bắc Châu, khi Tử Ô trao cho hắn một ánh mắt đầy ý vị, Lý Trường Thọ liền biết vị đạo nhân thấp lùn với tâm tư kín đáo này đã có một chút hiếu kỳ đối với hắn. Lại thêm, khoảng thời gian này hắn đi lại rất gần với Tử Cửu Sư Thúc, lại nhờ vả Tử Cửu Sư Thúc giúp làm rất nhiều chuyện. Điều này tất nhiên sẽ khiến Tử Ô sư bá càng thêm hứng thú. Hiếu kỳ và cảm thấy hứng thú sẽ rất dễ dàng phát triển thành nghi ngờ, đây chính là một loại uy hiếp tiềm ẩn đối với chính mình. Làm thế nào tiêu trừ uy hiếp từ Tử Ô sư bá đối với chính mình? Rất đơn giản, giết đi là xong. Khục, chỉ nói đùa chút thôi. Mình và Tử Ô sư bá không oán không cừu, hơn nữa Tử Ô sư bá có thực lực cường hãn, càng là chấp sự có tiếng tăm trong môn. Trong Tử Tự Cửu Tiên Nhân, bất kỳ ai xảy ra chuyện đều sẽ gây nên động đất trong môn. Đi ám toán Tử Ô, hoàn toàn là chán sống. Chỉ còn lại một biện pháp ổn thỏa nhất, cũng đáng tin nhất chính là mời vị sư bá này đến đây, thẳng thắn nói chuyện một hồi. Lập xuống lời thề ở ngay trước mặt Tử Ô sư bá, hứa hẹn mình sẽ không làm bất kỳ sự tình gì nguy hại cho sư môn. Lại thuận tiện hiển thị ra một chút tu vi ẩn giấu, khiến Tử Ô sư bá cảm thấy đã mò ra được thực chất của vị tiểu sư điệt này. Kể từ đó, không những có thể làm cho Tử Ô sư bá diệt hết nghi ngờ e dè đối với mình, mà còn có thể chiếm được đôi chút hảo cảm từ vị tiền bối này. Đây xem như là chủ động xuất kích, hóa giải một lần nguy cơ trong tương lai thành một chút cơ duyên. Lý Trường Thọ hồi tưởng về thời điểm mình cùng với Tử Ô ngồi tâm tình bên bàn rượu, trong đầu giống như một cuốn phim quay chậm. Hắn kiểm tra kỹ càng từng chi tiết nhỏ nhặt của cuộc đàm đạo. Hai người nói chuyện trên trời dưới đất, tiết tấu câu chuyện cùng với phương hướng. Thậm chí những biểu tình nhỏ xíu và biến hóa thần thái đều là những thứ mà trước đó Lý Trường Thọ đã tập luyện lặp đi lặp lại nhiều lần. Hắn xác nhận lại một lần nữa mình không để lộ ra tin tức ngoài định mức, cũng không khiến cho sư bá sinh ra những liên tưởng khác. Không biết mình có nói câu nào khác gây hiểu lầm hay không. Lý Trường Thọ còn chưa yên lòng, tiếp tục ngồi nhớ lại từng câu từng chữ của cuộc nói chuyện vừa rồi. Hắn sờ sờ gương mặt của mình, hồi tưởng từng động tác từng biểu hiện trước đây của mình cũng như ánh mắt không ngừng biến hóa của Tử Ô sư bá. Có lẽ là không xuất hiện sai lầm. Khóe mắt của Lý Trường Thọ xuất hiện một thân ảnh màu hồng nhạt xinh đẹp. Hắn quay đầu nhìn qua, là Linh Nga dẫm lên một đám mây trắng bay ra từ trong rừng. Ba búi tóc đen phấp phới trong gió, váy dài màu hồng phấn bay múa phiêu giật dưới ánh trăng đêm. Nàng cầm một cái giỏ trúc trống rỗng đi tới trước mặt Lý Trường Thọ, gương mặt thanh tú ửng hồng dưới ánh nến toát lên vẻ xinh đẹp đến nao lòng. Sư huynh, thế nào? Giải quyết vị sư bá kia sao rồi? Coi như miễn cưỡng chấp nhận được. Lý Trường Thọ cười cười đáp, kỳ thật đây chỉ là di chứng nho nhỏ do lần trước đi Bắc Châu lưu lại, chỉ cần sau này không ra ngoài hoạt động, chắc là sẽ không bị các cao nhân tiền bối để ý tới. Lam Linh Nga nháy mắt mấy cái, tò mò hỏi, sư huynh, làm sao huynh làm được hay vậy? Lộ ra tu vi ẩn giấu của huynh cho Tử Ô sư bá xem sao. Lý Trường Thọ trừng mắt nhìn sư muội của mình, bất đắc dĩ truyền âm đáp, phải lộ ra một phần, không thì cũng không giải quyết được đơn giản như thế. Mà ta đã dặn dò muội rất nhiều lần rồi, mấy chuyện này đừng có bô bô nói ra như thế. Xung quanh tai vách mạch rừng, mây có mắt gió có tai, 10 năm nay huynh dạy dỗ cho muội những gì, coi như nửa phần muội cũng không lĩnh ngộ được đúng không? Coi chừng có người nào đó tai thính, đang nghe lỏm chúng ta nói chuyện đấy. Vâng biết rồi, Lam Linh Nga, bĩu môi, giận hờn nói, người ta chính là có lòng, cũng là quan tâm hỏi han huynh thôi. Muội đi dọn chén đĩa đây. Nàng cúi đầu đi được hai bước thì đột nhiên quay đầu lại, nghiêng người đưa bàn tay níu vai sư huynh. Khẽ nhón chân lên kề miệng vào tai hắn hỏi nhỏ, sư huynh, bây giờ tu vi của huynh cuối cùng đã đến cảnh giới nào rồi? Đã đuổi kịp sư phụ chưa? Có phải huynh cũng sắp thành tiên rồi hay không? Đoán xem. Hơi thở mùi đàn hương của Lam Linh Nga phả vào cổ Lý Trường Thọ khiến hắn hơi nhột. Hắn lườm sư muội một cái, buông câu trả lời trống không rồi chắp tay sau lưng đi ra bên ngoài. Lam Linh Nga trợn mắt phùng má làm mặt quỷ với Lý Trường Thọ rồi vội chạy tới thu thập bát đũa trống không bên kia. Cùng lúc đó,
bên trên đám mây trắng đang bay trở về Phá Thiên Phong. Rượu này cũng khá là mạnh đấy, không hổ là Hằng Hà Thủy Lão Bạch Can, cảm giác muốn bốc hỏa lên đầu. Gương mặt của Tử Ô hơi đỏ hồng, thân hình siêu vẹo lung lay nhưng đôi mắt vẫn trong suốt như cũ. Đây là lão dùng thuật pháp để cho nguyên thần của mình vẫn tỉnh táo không bị say rượu. Tới gần Phá Thiên Phong, Tử Ô khẽ bật cười, trong lòng thầm cảm khái, tu vi của vị trường thọ sư điệt này vậy mà đã đến phản hư cấp 5. Ở trong hàng ngũ đệ tử đương đại coi như cũng có thể xếp vào mấy hạng đầu. Mới tu hành mấy trăm năm mà đã có thể đạt đến cảnh giới này, đúng là nhân tuyển có tư chất thượng hạng. Lại còn có khả năng tiếp thu và trí tuệ kinh người, lúc trước thăm dò đôi chút kiến thức trận pháp, hắn có vẻ thông thạo nhiều chỗ. Hiếm thấy nhất chính là tâm tính của hắn lại thuộc hàng tuyệt hảo, so với tên Nguyên Thanh kia đúng là như ánh trăng so với đom đóm. Tử Ô cúi đầu thở dài, thấp giọng nói, hắn dù không nói ra, nhưng bần đạo làm sao lại không đoán được nguyên nhân hắn phải ẩn giấu tu vi. Lúc uống rượu, hắn mấy lần định nói rồi lại thôi. Việc cố gắng che giấu biểu tình nhỏ bé kia, kỳ thật đã lộ rõ sự bất đắc dĩ trong lòng của hắn. Trường thọ sư điệt ẩn giấu tu vi, tất nhiên là không muốn gây ra nhiều mưa gió thêm cho Tiểu Quỳnh Phong vốn dĩ đã neo đơn ít người. Hắn chấp nhận không nhận được trọng điểm bồi dưỡng trong môn, chính là để cho Tề Nguyên sư đệ không có thêm bất kỳ phiền phức dư thừa nào. Đệ tử giỏi, đệ tử giỏi. Nếu như Tề Nguyên sư đệ độ kiếp thất bại, ta sẽ đi mời đại sư huynh rời núi, tiếp nhận trường thọ và Linh Nga sư điệt nhập vào Phá Thiên Phong. Vừa đi vừa suy nghĩ, trong giây lát đã đến trước Phá Thiên Phong. Tử Ô liếc nhìn lầu các của tiểu sư muội mình, phát hiện ra nàng đã triển khai trận pháp phòng hộ, chắc là nàng đã nghỉ ngơi. Hôm sau sẽ đưa tiểu sư muội mấy cuốn điển tịch mang cho trường thọ sư điệt mới được. Vài ngày nữa bần đạo phải đi tìm truyền công trưởng lão tâm sự. Mầm tiên tốt như vậy, trước khi thành tiên bắt đầu tu hành vô vi kinh chắc hẳn là không có vấn đề gì. Tiểu Quỳnh Phong, Tề Nguyên sư đệ, thu được một vị đồ đệ tốt, thật khiến cho người ta ghen tị. Lắc đầu cảm khái một tiếng, Tử Ô quay trở về lầu các của mình, thuận tay mở trận pháp xung quanh rồi đi tới chỗ giường vẫn còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt, bắt đầu đả tọa tu hành. Hai ngày sau buổi dạ đàm với Tử Ô, Lý Trường Thọ cuối cùng cũng xác định được rằng vị sư bá này không làm chuyện gì ngoài định mức. Điều này khiến trong lòng hắn cảm thấy rất vui mừng, sinh hoạt tu đạo cuối cùng cũng trở về trạng thái bình tĩnh như 200 năm nay. Những phong ba hắn quấy lên trong mấy ngày gần đây, thật ra đều là vì hai gốc tiên giải thảo nho nhỏ. Lúc này dung tiên đan đã luyện chế xong, phong ba cũng đã lắng lại, dù là quá trình hay là kết quả thì Lý Trường Thọ cũng tạm hài lòng. Buổi chiều, Lý Trường Thọ ngồi trong đan phòng, phủ lên mỗi viên dung tiên đan một lớp vỏ bằng đường đặc chế. Đến tận đây, công tác chuẩn bị cho phương án thứ nhất coi như đã đại công cáo thành. Sau đó hắn nhìn 11 viên dung tiên đan đã luyện chế xong, chia thành 3 phần rồi cẩn thận cất hết vào. Có rất ít người luyện chế thứ này, nó vốn là bảo bối kéo dài tuổi thọ cho một số người vô vọng thành tiên, dùng để tránh né thiên kiếp. Nếu có cơ hội, mình đi đến mấy phường trấn náo nhiệt, bán đi mấy viên dung tiên đan để đổi các loại bảo tài dùng để luyện chế trận cơ. Tất nhiên, cũng phải giữ lại 2 viên dự bị. Mặc dù lúc này, Lý Trường Thọ nắm chắc 8 phần 10 có thể chống lại thiên kiếp. Cùng với quá trình tu hành tích lũy tiếp theo thì tỷ lệ thành tiên sẽ chậm rãi tăng lên. Mà sư muội ngày sau xung kích cảnh giới tiên nhân, xác suất thành công khẳng định sẽ từ 6 thành trở lên. Nhưng, thế sự khó lường, ai cũng không dám chắc được về sau có xảy ra biến cố bất ngờ gì hay không. Cho nên chính mình có một viên dung tiên đan dự bị, tối thiểu có thể bảo đảm cho ngày sau dù gặp thiên kiếp kinh khủng vẫn có thể còn sống. Lưu cho sư muội một viên dung tiên đan dự bị, ít nhất cũng có thể giúp nàng sống đến già như sư phụ, tất nhiên là ở trong trường hợp xấu nhất nếu nàng độ kiếp thất bại. Hắn làm đồ đệ, làm sư huynh cũng chỉ có thể giúp bọn họ đến mức độ này. Nhưng mà, nhìn viên dung tiên đan, Lý Trường Thọ lại rơi vào suy tư. Vạn nhất, hắn nói là vạn nhất, sư phụ ngay cả đợt thiên kiếp thứ nhất cũng đều không chịu được. Thiên lôi vừa rơi xuống thì lão nhân gia đã tan thành mây khói luôn, vậy phải làm thế nào mới được? Phương án thứ nhất tuy rằng đã hoàn mỹ, vẫn phải đồng thời tiến hành phương án thứ hai và thứ ba thôi. Lỡ sư phụ đột nhiên đốn ngộ, có thể may mắn thuận lợi vượt qua thiên kiếp trở thành tiên nhân bình thường, đó chính là chuyện không thể nào tốt hơn. Thở dài, Lý Trường Thọ vươn người đứng dậy, bỏ viên dung tiên đan đã bọc đường vào trong tay áo, cất bước rời khỏi đan phòng. Nửa canh giờ sau,
Lý Trường Thọ đứng trước chỗ sư phụ mình bế quan, hắng giọng vái chào đối với cánh cửa rồi cất cao giọng nói: "Sư phụ, đệ tử muốn thỉnh giáo mấy điểm nghi vấn trong tu hành. Quấy rầy sư phụ thanh tu, đệ tử cảm thấy rất hổ thẹn." Cửa gỗ nhanh chóng mở ra, Tề Nguyên lão đạo mỉm cười đi ra, nhìn Lý Trường Thọ vẫy vẫy tay: "Đi, qua chỗ bên hồ. Mấy năm nay, vi sư cũng sơ suất trong việc dạy bảo ngươi." Trong đáy lòng Lý Trường Thọ khẽ thở dài, sư phụ mở cửa nhanh như vậy, vừa rồi rõ ràng không có nhập định tu hành. Đã đến mức khó có thể nhập định sao? Xem ra thiên kiếp đang thật sự ở trước mắt. Hai người sư đồ đi tới dưới cây liễu bên hồ, Tề Nguyên lấy ra hai chiếc bồ đoàn, ngồi đối diện với Lý Trường Thọ, nhẹ nhàng nói: "Có nghi vấn thắc mắc gì, ngươi cứ việc hỏi đi." Ngừng một chút, ánh mắt của Tề Nguyên ảm đạm, thở dài rồi nói tiếp: "Nếu vi sư không qua được cửa thiên kiếp này, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội dạy bảo ngươi nữa." "Sư phụ đừng nói gở như thế." Lý Trường Thọ cười lạc quan nói: "Ngài nhất định có thể vượt qua thiên kiếp. Sư phụ trước đây không phải vẫn hay bảo rằng, nếu ngay cả sự tự tin về bản thân mà còn không có, thì làm thế nào đối mặt với trắc trở và khó khăn mà rèn luyện đại đạo cho mình? Cái tên tham sống sợ chết nhà ngươi, định thuyết giáo ngược lại sư phụ sao?" Tề Nguyên lão đạo lộ ra sắc mặt nghiêm nghị, tỏ vẻ cứng rắn răn dạy một câu. Lý Trường Thọ híp mắt cười, nhanh chóng đi vào chủ đề chính, hỏi những nghi hoặc mình gặp phải trong quá trình tu hành. Ba vấn đề đầu tiên mà Lý Trường Thọ hỏi đều là những thứ tương đối phổ thông, là những nghi nan mà cảnh giới phản hư tu hành sẽ gặp phải, Tề Nguyên cũng giải đáp kỹ càng cho hắn. Đến vấn đề thứ tư, Lý Trường Thọ hỏi một câu: "Thần về này thần, khí về này khí, ngũ khí phục thủy, chu thiên như ý, những điều này phải hiểu như thế nào?" Tề Nguyên lão đạo bị hỏi làm cho sững sờ, sau đó ngồi ở bên hồ yên tĩnh suy tư. Lý Trường Thọ vẫn chưa dừng lại, liên tiếp hỏi ba vấn đề hóc búa, khiến cho Tề Nguyên lão đạo không biết nên trả lời như thế nào. Hắn cũng không phải là cố ý gây khó xử cho sư phụ, chỉ thuần túy là uyển chuyển nhắc nhở sư phụ. Sư phụ tu hành nếu như gặp phải bình cảnh, có thể đi theo mấy phương diện này để tìm kiếm lối ra. Lúc này, trong tâm niệm Tề Nguyên lão đạo cho rằng mình khó vượt qua được thiên kiếp, định hết sức dạy bảo đệ tử càng nhiều càng tốt. Lão toàn lực suy tư tìm cách lý giải mấy vấn đề mà đệ tử vừa hỏi, trái lại đã khiến cho chính mình rơi vào trong trầm tư. Không bao lâu, Tề Nguyên lão đạo nhắm mắt ngưng thần. Sau đó xung quanh người lão nổi lên mấy cánh hoa, đây là lúc người sắp độ kiếp nhập định tu hành, sẽ thường xuyên xuất hiện dị tượng như vậy. Chỉ là màu sắc mấy cánh hoa quanh người Tề Nguyên lão đạo vô cùng nhạt nhẽo, hình dáng cánh hoa cũng héo úa không được đầy đủ. Lý Trường Thọ thận trọng bố trí một tầng kết giới cách âm phòng hộ đơn giản xung quanh người sư phụ. Sau đó hắn xoay người đi về phía nhà tranh của mình, bắt đầu bận rộn. Đây chính là bộ phận chủ yếu của phương án thứ hai, tận lực tăng cường thực lực bản thân cho sư phụ, tăng cường cảm ngộ và lý giải đối với đại đạo của sư phụ. Ai, nếu như có thể chia sẻ những đốn ngộ mà chính mình thường có cho sư phụ một phần, như thế thì tốt quá. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ buông tiếng thở dài, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch bổ sung cho phương án thứ hai. Mà bộ phận bổ sung của phương án thứ hai cũng khá lợi hại. Chỉ thấy Lý Trường Thọ lấy ra túi chữ vật đánh số huyền tam thập nhị. Hắn lôi từ trong đó ra từng thanh gỗ dài 3 thước màu tím, cùng với 6 chiếc gậy kim loại 7 màu. Trụy lôi mộc, bảo tài thường dùng để bố trí trận pháp hệ lôi, có thể dẫn dắt lực lượng lôi đình. Quần lôi thất thần thiết, cũng là bảo tài thường dùng để bố trí trận pháp hệ lôi, có thể lưu trữ và phân tán lực lượng lôi đình. Căn cứ vào hiểu biết của Lý Trường Thọ hiện tại, lực phá hoại của thiên kiếp đối với tu sĩ hơn phân nửa là đến từ lực lượng lôi đình, phân nửa còn lại là đại đạo xung kích đưa tới tổn thương. Nếu như có thể tạo ra một thứ như kim thu lôi chuyển rời nhị cấp, lúc thiên kiếp bổ trúng thân thể người độ kiếp có thể dẫn hơn phân nửa lực lượng lôi đình ra ngoài, như vậy có thể gia tăng tỷ lệ độ kiếp thành công. Theo lý thuyết thì việc này có lẽ sẽ không khiến cho uy lực thiên kiếp tăng lên. Bất kể thế nào, có biện pháp thì cũng phải thử một lần. Chương 30, tình thầy trò. Sư huynh, huynh lại làm món đồ chơi gì mới đó? Thứ này cũng là trang bị bố trí cho trận pháp sao? Theo lời thề của Thái Thanh Tổ Sư, Lam Linh Nga chỉ mới hỏi câu này, liền bị sư huynh gọi qua, nhốt vào trong lồng gỗ, trở thành chuột bạch nghiệm chứng thành quả kỹ thuật này. Lồng gỗ này cao cỡ một người, dùng 36 thanh trụy lôi mộc dựng đứng lên liên kết lại với nhau,
bên trong có một tầng lưới sắt mỏng màu sắc rực rỡ bao lại. Bởi vì dùng trụy lôi mộc ghép lại buộc chặt mà thành, nên lồng gỗ này nhìn có vẻ chật chội. Phía trên lồng gỗ gắn một cây châm dài 7 màu, phía dưới lại có một vòng uẩn lôi thất thần thiết tạo thành sao 6 cánh. Nhưng đây cũng không phải là trận pháp gì, trên đó cũng không có bất kỳ cấm chế gì, đơn thuần chỉ là sao 6 cánh mà thôi. Lúc luyện khí sĩ độ kiếp thành tiên, không thể dùng trận pháp ngăn cản, thiên kiếp sẽ không coi trận pháp ra gì. Pháp bảo luyện chế ra có rất nhiều diệu dụng, chủ yếu dựa vào khắc họa cấm chế trong ngoài pháp bảo. Căn cứ vào sự nghiên cứu nhiều năm của Lý Trường Thọ, xác nhận một việc là nguyên lý cấm chế và trận pháp kỳ thật giống nhau. Cả hai đều sử dụng ký hiệu và đồ án cố định dẫn động linh khí, chỉ có khác biệt là giản phồn hay là lớn nhỏ. Cấm chế ngưng ở trên pháp bảo, có thể xem là một trận cơ đơn độc trên pháp bảo, phần lớn dựa vào luyện khí sĩ do tiên, lực vào kích hoạt cấm chế là có thể phát huy ra uy lực cường đại. Trận pháp chính là lấy tiết điểm trận cơ, linh khí lưu động trong trận cơ, chủ yếu mượn nhờ lực lượng thiên địa. Dù nguyên lý cả hai giống nhau, nhưng phương hướng phát triển lại hoàn toàn khác biệt. Pháp bảo cao minh sau này thường thường có một bộ cấm chế hoàn chỉnh có diện tích tổng thể to bằng móng tay. Mà uy lực trận pháp thường thường có quan hệ trực tiếp với diện tích bố trí, lại theo đuổi tương dung cùng thiên địa, mượn uy lực thiên địa. Cho nên, Lý Trường Thọ dù am hiểu trận pháp, lại không am hiểu luyện khí. Điều này cũng không có cách nào, hắn vừa tu tiên hoàn mỹ 20 năm, có thể không ngủ cũng rất ít khi ngủ. Tu hành và suy nghĩ các mục phụ như luyện đan luyện độc trận pháp đều cần hao phí thời gian dài. Hắn hận không thể chém một ngày 12 canh giờ thành 24 canh giờ để dùng. Nhưng chung quy là 5 tháng tu hành ngắn ngủi, ở trên nghề phụ nhất định là theo hoặc bỏ, không có khả năng thông thạo toàn bộ. Lại nói trở về chuyện ngăn cản thiên kiếp. Thiên kiếp bỏ qua trận pháp, cũng bỏ qua tuyệt đại đa số pháp bảo phòng ngự, chỉ có một ít pháp bảo hiếm thấy có thể dùng để cắt giảm uy lực thiên kiếp. Linh bảo, chí bảo trời sinh, không thuộc về hàng ngũ đang bàn đến, những thứ đồ chơi đó quá mức hiếm lạ. Nhưng Lý Trường Thọ đến từ thế giới khác lại có ưu thế là 9 năm giáo dục bắt buộc. Chiếc lồng gỗ mà hắn làm lúc này là lồng cách điện trong sách giáo khoa vật lý ở trường cấp 3. Nó dùng để chống sét và thường xuất hiện trong một số tiết mục điện giật vui mắt. Nguyên lý là gì, Lý Trường Thọ cũng đã quên sạch sẽ, nhưng cấu tạo hẳn là như vậy không có nhớ lầm. Lý Trường Thọ dặn dò kỹ Linh Nga, không được chạm vào tấm lưới xung quanh kia. Lồng gỗ chứa Linh Nga ở bên trong hơi rung rung, chân nàng dẫm lên một tấm ván gỗ, điềm đạm đáng yêu nhìn sư huynh nhà mình, hỏi, sư huynh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Không nên động vào. Lý Trường Thọ bình tĩnh nói một câu, lấy mấy tấm phù lục trong tay áo ra, tiện tay ném tới phía trên cách lồng gỗ 10 trượng, tay trái chỉ phù lục xa xa một cái. Đi đùng vài tiếng, trời nắng bỗng nhiên có sét. Mấy đạo thiểm điện bổ thẳng vào thanh trụy lôi mộc phía trên lồng gỗ. Lưới sắt quanh lồng gỗ sáng lên hồ quang điện nhỏ bé trong nháy mắt, mà uẩn lôi thất thần thiết phía dưới lập tức phân tán lôi quang ra, dung nhập vào mặt đất. Lam Linh Nga đang ôm đầu co lại thành một đoàn, chậm rãi ngẩng đầu lên, tràn đầy ngạc nhiên nhìn trái nhìn phải, tán thưởng một phen. Đây là bảo vật gì? Vậy mà có thể chống được sấm sét. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, đây là lồng cách điện. Muội chờ thêm một lát, ta sẽ gia tăng thêm cường độ. Sư huynh, từ từ đã. Ái. Linh Nga còn chưa nói xong, Lý Trường Thọ đã lấy một sấp phù lục màu vàng từ trong tay áo ra, thúc giục pháp lực, ném lên phía trên lồng gỗ. Những phù lục này dẫn phát từng tia lôi điện, mang theo, sét đánh đầy trời, nện như điên xuống lồng gỗ phía dưới. Chỉ một thoáng, điện quang phun trào, trên tiểu quỳnh phong chim bay thành đàn, linh thú hoảng loạn. Thực tế đã chứng minh, hiệu quả của chiếc lồng cách điện này không tệ, cũng không biết đến lúc đối mặt với thiên kiếp chân chính, có bị đánh tan ra thành từng mảnh hay không. Chỉ cần có thể giúp sư phụ kháng trụ đạo thiên lôi thứ nhất, những đạo thiên lôi sau sẽ dễ nói. Ra đi, vất vả cho muội rồi. Lý Trường Thọ nói một câu, sau đó bắt đầu suy nghĩ phương pháp gia cố lồng gỗ. Linh Nga không chịu được phàn nàn nói, sư huynh, huynh thay con cá vào bên trong đi, không phải cũng giống nhau sao? Muốn để cho muội cũng có đóng góp công sức vào. Lý Trường Thọ cười nói, giúp sư phụ độ kiếp, hai người chúng ta đều phải bỏ ra một chút sức lực. Linh Nga lập tức khép miệng nhỏ, đưa tay sửa lại mái tóc bên tai, nhỏ giọng nói, sư huynh, kế tiếp còn muốn thử nữa không? Tuy tu vi ta thấp, nhưng làm loại chuyện này vẫn được đó.
Tiếp theo không thể để muội ở bên trong nữa, như muội nói, đi tìm thùng gỗ bắt một con cá tới đây. Lý Trường Thọ lấy ra từng sợi dây thừng dài tản ra ngũ thải hào quang, tiếp tục vùi đầu bận rộn nói, lát nữa phải thí nghiệm uy lực sấm sét rơi thẳng vào trên người muội, muội tất nhiên sẽ không chịu nổi. Linh Hà đáp ứng một tiếng, quay người chạy tới bên hồ, tránh đi kết giới cách âm để sư phụ nhập định, nhảy tới trên mặt hồ đạp sóng mà đi. Một lát sau, trên Tiểu Quỳnh Phong lại có lôi quang lóng lánh một lần nữa. Động tĩnh như vậy kéo dài dòng dã 3 ngày, người ngoài còn tưởng nơi đây có người đang tu lôi pháp, cũng không có ai chú ý. Mãi đến khi Tề Nguyên lão đạo tỉnh lại từ trong nhập định, vừa thỏa mãn xoay người, trên trán lão đạo tràn đầy nếp nhăn lập tức treo đầy hắc tuyến. Nguyên bản bên hồ, cỏ xanh như tấm đệm, phong cảnh tươi đẹp, vào giờ phút này lại biến thành một cái hố to màu đen, hai đồ nhi của hắn đang ngồi xổm ở đáy hố, mân mê một cái lồng chim lớn. Tề Nguyên bất đắc dĩ thở dài, khiển trách, hai người các ngươi không hảo hảo tu hành, ở phía dưới làm loạn cái gì đó. Sư phụ, ngài tỉnh rồi. Lam Linh Nga tràn đầy hưng phấn hô lên, sư huynh làm giúp ngài một món bảo bối kháng thiên kiếp, dùng sét đánh hơn mấy trăm lần, cá ở bên trong vẫn còn sống. Lý Trường Thọ cũng nói, xin sư phụ chờ một chút, vật này sẽ lập tức hoàn thành. Ồ, thần sắc của Tề Nguyên khẽ động, đang muốn đi xuống nhìn xem đại đồ đệ mình đang mày mò món bảo vật gì. Nhưng dưới chân lão đạo khẽ động, sắc mặt đột nhiên sinh biến, nhìn chăm chú về bầu trời phía đông, thân hình không nhúc nhích. Lam Linh Nga ngẩng đầu hỏi một câu, sư phụ, làm sao vậy? Ai? Tề Nguyên đứng chắp tay, nói khẽ, thiên kiếp đến. Chỉ 3 chữ, liền làm cho ý cười trong mắt Lý Trường Thọ và Lam Linh Nga biến mất trong nháy mắt. Hai người vội vàng nhảy ra ngoài từ trong hố, nhìn về hướng sư phụ nhìn, bỗng thấy trời đông xuất hiện một đám mây màu, xám, đang cấp tốc bay đến độ tiên môn. Linh Nga nhanh. Lý Trường Thọ lập tức nói, đưa chiếc lồng này đến chỗ độ kiếp trận phía sau núi mà sư phụ đã chọn. Nhất định phải chôn 6 thanh thần thiết này ở dưới đất. Vâng. Lam Linh Nga dùng cánh tay nhỏ yếu của mình nâng lồng cách điện lên, vội vàng cưỡi mây bay ra phía sau núi, hoàn toàn không giữ hình tượng tiên tử gì nữa. Vào giờ phút này, Lý Trường Thọ còn sốt ruột hơn cả sư phụ, lập tức lấy ra một cái hộp gấm từ trong tay áo, vọt tới trước mặt Tề Nguyên. Sư phụ, đây là bảo dược mà đệ tử chú tâm luyện chế ra, nó có thể giúp sư phụ vượt qua một đạo thiên kiếp. Sau khi đạo thiên kiếp thứ nhất qua đi, nếu sư phụ cảm thấy không thể ngăn cản được đạo thiên kiếp tiếp theo, lập tức dùng nó. Tề Nguyên lão đạo mỉm cười nhìn Lý Trường Thọ, ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe, thấp giọng nói, ngươi cứ giữ lại bảo dược này đi, sử dụng vào lần độ kiếp sau này, không cần lãng phí ở trên người vi sư. Sư phụ, Lý Trường Thọ quỳ thẳng trước người Tề Nguyên lão đạo, nhét hộp gấm vào tay Tề Nguyên lão đạo, gấp giọng nói, sư phụ dưỡng dục đệ tử, dạy bảo đệ tử 100 năm, dẫn đệ tử nhập đạo, chưa hề có bất kỳ trách móc nặng nề nào. Đây là thứ duy nhất đệ tử có thể làm cho sư phụ, nếu sư phụ không thu bảo dược này, đệ tử sẽ phá hủy nó. Tề Nguyên lại cười khổ nói, ngươi tội gì phải như vậy? Vi sư còn không biết tình trạng của mình sao? Đúng rồi, đệ tử còn có 11 viên khác. Lý Trường Thọ lập tức chuyển đổi mạch suy nghĩ, đệ tử có thể lập lời thề đại đạo. Tuyệt đối còn có 11 viên đan dược khác, hơn nữa bảo dược này mỗi một vị luyện khí sĩ chỉ có thể dùng 1 viên. Tề Nguyên lão đạo lập tức có một chút do dự, thật chứ? Hoàn toàn chính xác. Thôi được. Tề Nguyên cầm hộp gấm vào trong tay, nói, đi, đến hậu sơn đi, đừng để thiên kiếp hủy trụ sở của chúng ta. Đám mây xám bay tới từ phía đông đã đến độ tiên môn. Lý Trường Thọ vội vàng điều khiển một đóa mây trắng, lôi kéo sư phụ phóng tới phía sau núi. Sư phụ hãy tiết kiệm pháp lực đi, sư phụ, đan dược trên người ngài còn nhiều không? Lúc độ kiếp có thể dùng các loại đan dược, đan chữa thương và khôi phục nguyên khí đã chuẩn bị tốt chưa? Lần thiên kiếp này, sao lại tới mà không có dấu hiệu báo trước gì hết vậy? Đã chuẩn bị tốt rồi. Tề Nguyên lão đạo mỉm cười nhìn Lý Trường Thọ bay ở phía trước, trong đáy lòng nhớ lại năm đó vừa đón hắn đến trong núi, đứa bé trai đó vừa câu nệ lại không biết làm sao cho đúng. Nhoáng một cái, đã nhiều năm như vậy, đứa bé trai năm đó mặc dù về sau phát triển không nổi bật lắm, nhưng tóm lại đã lớn lên thành tài rồi. Chính mình đã dùng tất cả tích lũy ở Tiểu Quỳnh Phong lên trên người hắn, kỳ thật cũng chỉ muốn để hắn có thể thuận lợi thành tiên. Trường Thọ à, nếu sư phụ sống không qua thiên kiếp, Tiểu Quỳnh Phong sẽ giao cho ngươi xử lý.
nếu trong môn muốn thu tiểu Quỳnh Phong chúng ta trở về, ngươi không được ngăn cản, nghe theo sự an bài của tông môn. Trước đó ta đã từng năn nỉ mấy vị đồng môn quen biết, bọn họ sẽ mang ngươi và Linh Nga đến phong khác tu hành. Sư phụ, ngài nhất định có thể vượt qua thiên kiếp. Lý Trường Thọ lớn tiếng nói, tự tin lên. Hiện tại ngàn vạn lần không được để cho tinh thần sa sút, đây là khảo hạch của thiên đạo, qua được chính là trời cao biển rộng. Sinh linh nếu không đi tranh giành một chút hy vọng sống này, cần gì phải sống trên đời. Bất luận tuyệt cảnh gì đều cần phải có hy vọng sống, mới có thể sống sót lúc rơi vào tuyệt cảnh. Tề Nguyên lão đạo khẽ thở dài, cười khổ nói, đồ nhi ngoan, ngươi cũng biết những đạo lý này sao? Vì sao ngày thường lại cẩn thận chặt chẽ như thế? Lý Trường Thọ trầm giọng nói, đạo lý sư phụ dạy bảo, đệ tử một khắc cũng chưa từng quên, đệ tử cẩn thận, chỉ là vì phòng ngừa rơi vào tuyệt cảnh. Đảo mắt đã đến phía sau núi Tiểu Quỳnh Phong, Linh Nga đang đứng trên một mảnh đất trống trong rừng không ngừng vẫy gọi. Lý Trường Thọ lôi kéo sư phụ nhà mình nhảy xuống, không nói lời nào đẩy sư phụ vào trong lồng gỗ vừa làm xong. Sau đó lại cúi đầu bắt đầu vội vàng kiểm tra lồng gỗ này bố trí như thế nào. Lấy ra một đống bình sứ ném vào tay sư phụ, cuối cùng đóng kín lồng gỗ, lôi kéo Linh Nga cấp tốc bay ngược ra sau. Mảnh mây xám kia đã xuất hiện ở phía trên độ tiên môn, che khuất làm cho độ tiên môn lâm vào trong âm u. Lý Trường Thọ la lớn, sư phụ, hãy toàn lực chống đỡ, nhất định phải dùng bảo dược kia sau đạo thiên kiếp thứ nhất đấy. Tề Nguyên lộ ra sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía kiếp vân, quanh người đã tuôn ra một cỗ pháp lực, tay áo và đạo bảo không gió mà bay. Linh Nga cao giọng hô, sư phụ sẽ nhất định làm được. Vi sư cũng phải chống chọi vì mình lần này. Tề Nguyên lão đạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lấp lóe tinh quang, đánh cược một lần, thiên mệnh. Đột nhiên, một tiếng long ngâm rơi xuống từ trong mây, một đầu thương long ngàn trượng toàn thân lóng lánh hỏa lân màu đỏ xông ra từ bên trong mây xám, long chảo hung hăng đập vào trên đại trận hộ sơn. Đại trận hộ sơn phun trào quang mang, quần phong rung động nhẹ nhẹ, mặt đất các nơi nổ vang một trận. Cùng lúc đó, một âm thanh thô dày rơi xuống từ trên trời. Người chủ sự độ tiên môn, ra gặp mặt, chờ một chút, thương long, kêu gọi. Mây xám ở bên ngoài đại trận hộ sơn, không thể nhìn thấy hết thảy các đặc tính. Tuy có uy áp, nhưng cảm giác cẩn thận lại không phải là thiên uy. Hở, đây không phải kiếp vân đâu sư phụ. Lam Linh Nga quay đầu, Lý Trường Thọ không nhịn được dùng một tay vỗ trán. Tề Nguyên lão đạo đứng trong lồng cách điện, khóe miệng cũng co quắp một trận. Tề Nguyên lão đạo yên lặng xoay người, chậm rãi ngồi xổm xuống. Ông trời ơi, lần này ném hết mặt mũi rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.